Chị nín thì chị nhìn nó đi, không được, con này tôi phải đập nó một trận nó mới biết. Tức là khi mình, tức là mình bất cần ai có khuyên mình thì cứ nói tôi không cần biết chuyện gì xảy ra, tôi đánh nó tôi ở tù cũng chịu nữa. Khi mình giận quá cái gì mình cũng nói hết trơn, mình còn nói tôi làm cho đã nư. Đó, đó là cái cách sống của chúng sanh, là khi sắp tạo nhân thì chẳng sợ, nhưng quả nó đến thì bắt đầu chạy sợ. Vì sao? Vì chúng sanh mình sống bằng si mê. Si mê là sao? Si mê là chúng ta không có thể thắng được cái giận của mình, không thắng được cái phiền não, không thắng được cái sân si, không thắng được cái mà chúng ta chấp trước. Cho nên chúng ta khi nó nổi nóng lên rồi thì cái gì cũng không cần biết. Hồi xưa có một vị thầy viết một cái bài thơ vậy nè: lửa sân nổi dậy đốt thiên. Lửa sân mà nổi dậy là đốt trời. Lửa sân nổi dậy đốt thiên. Như chim đứt cánh, như diều đứt dây. Hỏi ai nên lấy lời này, có nên tiếp đám rừng cây chăng là, có nên dẹp lửa cho xa, có nên nhẫn nhục cho qua tháng ngày, hay là có khi nhẫn để yêu thương, có khi nhẫn để tìm đường tiến thân. Còn mình bây giờ thì sao? Có khi đánh nó ra ngoài, có khi đánh để mặt mày sợ tôi. Phải không? Cho nên mình là giữa Bồ Tát với chúng sanh, nó chỉ khác ở cái chỗ là giác với mê, chứ không có gì hết á. Tỉnh là Phật, mê là chúng sanh, chứ không có gì hết. Không phải là đi trên bông sen là Phật, đi trên đất là chúng sanh. Dạ thưa không, đi trên đất mà an tịnh vẫn là Phật. Còn mình mua bông gì mình để xung quanh hết đây như là Phật đang ngồi vậy, cũng là phàm phu, cũng là chúng sanh. Cho nên nói ma ma Phật Phật chính do ta. Ma Phật khác nhau chỗ chánh tà. Giác Phật mê là ma đó vậy. Chân như vọng động, chân như là Phật, vọng là ma. Cho nên á, người ta thường nói là hôm qua mặt dạ xoa, sáng nay lòng Bồ Tát. Dạ xoa và Bồ Tát cách nhau một sợi tóc. Tạc nhật dạ xoa tâm, kim triêu Bồ Tát diện. Ngày hôm qua là tâm của dạ xoa, sáng nay là mặt của Bồ Tát. Cho nên qua cái câu hỏi này, chúng ta phải hiểu là bậc hiểu biết luôn luôn sợ tạo cái nhân, sợ quả tạo cái nhân xấu đó. Còn người phàm phu không hiểu biết thì bất cần, tạo xong rồi tính sao. Mà tới hồi nghe tới thì chạy. Có nhiều khi đánh người ta xong rồi bây giờ bắt đầu chạy đường và hỏi có cách nào cứu tôi không. Rồi chừng đó bứt tóc, vỗ ngực, trời sao tôi nóng quá, sao tôi làm bậy quá. Thí dụ vậy. Ví dụ như bây giờ mình đi chơi cờ bạc vân vân, tất cả những cái chúng ta làm khi chúng ta gieo nhân chúng ta chẳng sợ. Cho nên Phật có nói vậy nè: Phật cứu cái nhân nhưng rất khó cứu cái quả. Cứu sao gọi là cứu cái nhân? Ví dụ như mình sắp sửa nóng cái người khác đó, thôi thôi nín đi, mình nóng mãi mình nói một hồi là đổ chuyện. Ví dụ như trường hợp này, con cái mình ở nhà, đôi khi mình nóng quá mình nói những cái lời mà làm đổ vỡ. Mày đi đâu, mày đi đi, tao không cần mày nữa. Mày đi đâu mà chết bờ chết bụi gì đừng kiếm tao nghe. Thì tất cả những cái lời nói đó mình nói lúc mình giận, nhưng mà trong lòng mình không phải vậy. Mình thương đáo để tao nó xách gió nó đi thiệt thì làm sao. Mà khi mình nghe cái khổ của nó nữa thì mình chịu không nổi. Vì vậy cho nên xin thưa đại chúng, cái câu này nghĩa là vậy đó: Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Là những người hiểu biết, người ta thấy cái quả trước mắt ta sợ lắm, ta không dám. Còn mình là chỉ cần mình vui vẻ là được, mà bất cần cái quả nó tới là gì. Nhất là những khi mình si mê. Chữ mê là không thấy rõ chân lý vậy thôi à. Cho nên bởi vậy mà mình tại sao phải nghe pháp, tại sao mình phải tu tập,
Tại vì tu tập để mình mở trí, khai tâm, để thấy rõ được mọi vấn đề, để mà chúng ta đừng có đi vào cái tạo nhân. Mà khi cái nhân mình tạo rồi thì cái quả không lường được. Pháp Hòa ví dụ như mình lấy một cái cây đinh, mình đóng vô trong một cái bức tường, sau đó mình nói ôi cha tôi đóng sai chỗ rồi, thì kéo cái đinh ra đóng chỗ khác được, nhưng mà cái tường đó làm sao, nó có lỗ. Cho nên ngày xưa có một người học trò, người con trai, ông già dạy chú này bằng cách đó, là chú này thường hay có cái tánh nói bậy, giận lên là bất kể tôn ti. Thì ông già mới dẫn chú ra lấy cái đinh đóng từng lỗ trên cái hàng rào. Sau đó biểu chú nhổ đinh ra. Thì người cha mới nói con thấy không, con đóng vô rồi con dở nó ra vẫn được, nhưng mà tất cả mỗi cây cột này đều bị một cái lỗ đó. Một lần khác người học trò tới gặp một người thầy, thưa thầy, con cái tánh cái gì cũng được mà con có cái tật nóng, con nói tầm bậy tầm bạ, bây giờ làm sao để mà con xin lỗi. Người thầy mới đưa cái gối, biểu người học trò cắt cái gối ra rồi tung cái bông gòn ở trong cái gối đó. Sau đó biểu người học trò thu lượm lại hết. Thưa đại chúng, lượm hết không? Không. Thì người thầy nói cũng như thế, có những điều con đã nói, con đã làm, con hối hận thì cũng được, nhưng không thể nào con lượm lại hết tất cả những gì con đã tung ra. Cho nên qua cái câu này thì chúng ta nhớ là người hiểu biết thì sợ nhân, kẻ mê lầm thì sợ quả. Nói theo câu chuyên môn nhà Phật là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Còn nếu dựa theo câu hỏi này, nói Bồ Tát rồi mà còn sợ nhân gì nữa? Dạ không, càng Bồ Tát thì phải càng sợ. Tại vì sao? Bất cứ ai, dù là Bồ Tát hay dù là chúng sanh, một khi tạo nhân xấu thì chúng người khác vẫn hưởng cái quả xấu như thường. Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa ví dụ đi. Bây giờ đại chúng thương Pháp Hòa và quý vị tin Pháp Hòa nhất, so với một cái người bạn của mình, nếu Pháp Hòa có ý xấu, Pháp Hòa thọc mạch cái chuyện của hai người, quý vị phải tin Pháp Hòa hơn chứ. Quý vị nói không lẽ ổng tu mà ổng nói dốc, tu tin ổng hơn, mà đâu biết được ông này ổng quá trời ổng quá đất. Ổng tâm bị thóc thọc bị gạo quá trời, ổng dựng chuyện tùm lum. Nhưng mà do cái tướng của mình, do cái tướng của mình người ta tin mình, cho nên nếu mà một vị này mà không có tu tập thì vị này cũng có thể nói và làm việc xấu. Cho nên cho dù mình có hình tướng là người tu, nhưng ngày ngày không tu thì cái tướng tu này nó không đủ. Phải tâm tu, tướng tu chưa đủ. Cho nên nếu mà tâm không tu á, thì cũng có tướng đầu tròn áo vuông vậy đó, mà hung dữ, mà tánh tình kỳ cục, cố chấp, ganh đua, phiền não sân si đủ thứ. Cho nên mình tu là tu cái tướng và tu luôn cả cái tâm. Mà nó đặc biệt một cái là tâm tu tướng chuyển. Tâm tu là tướng chuyển. Cho nên thế thì tại sao nhà Phật chúng ta cứ nhắc nhở chúng ta là phải trở về chuyển cái tâm. Cho nên quý vị nào mà nói tôi tu tâm, tôi tu tâm, tôi không cần đi chùa, tôi không cần ăn chay, nghĩa là người đó tu cao lắm đó. Tu cao lắm đó, mới thấy được tâm mình là gì mà tu. Tất cả những các pháp, các cách, không có cách nào không nhằm một mục đích là chuyển tâm. Mà tâm chuyển thì cảnh chuyển. Ví dụ như tâm mình bây giờ chuyển rồi, về nhà không có nóng nảy, la ó người này người kia, tự nhiên cái nhà mình cái không khí nó khác. Còn cái tâm mình mà cứ thích la ông sùm thì cái nhà này ồn náo. Thì cái đứa con á, nó nói mày đi đâu mày đi hoài, mày có biết cái nhà này là cái nhà mày không? Nó nói dạ nhà, nhưng mà nhà lửa. Thì nó không cảm thấy, nó không cảm thấy sự bình an khi trở về cái nhà này. Cho nên mặc dù chỉ là cái nhà để ở, nhưng nếu tâm của mỗi người ở trong đó không chuyển thì cái nhà này nó toát ra rất nhiều cái khí không có lành, thì chúng sanh khác nó sense được, nó ngửi được, nó đi hết. Cho nên các vị mới nói, có nhiều vị nói tu đừng có ăn tỏi,
đừng có ăn hành. Hỏi sao vậy? Mình tụng kinh đó, Phật Bồ Tát không dám tới gần, tại vì mình stinky quá, mình hôi quá. Dạ thưa đại chúng, nó cũng là ý một phần thôi. Bởi vì tỏi hành thủy chung nó là rau củ, và trong hành và củ nó cũng, hành và tỏi nó cũng có chất thuốc. Nhưng nhớ là chúng ta chỉ cần dùng khi cần thôi, còn lúc không cần thì mình là người tu mình nên giảm, nhất là các vị xuất gia. Bởi vì cái đó nó có cái chất nồng và chất kích thích, người xuất gia nên giảm nó thì tốt. Ví dụ như người đời, người ta còn có cái gì snail để người ta lỡ mà người ta có hôi thì người ta rưới vô. Còn mình là người xuất gia mà xịt cái đó ta nói cha sang nha. Thành thử ra lỡ mà hôi, cái mồ hôi mà hôi thiệt rồi không có đồ sức. Cho nên tránh đi. Thành thử nó cũng có cái trường hợp ở đây cũng vậy. Chúng ta muốn người ta, người khác ở trong nhà mình thì cái nhà đó phải nhất định là nó tỏa ra được khí lành. Còn nếu cái nhà đó nó tỏa ra khí của sân si, con mình nó cũng không muốn về. Cho nên người khác không muốn về nó cũng phải có duyên do, chứ không phải tự động. Rồi tại sao mình, người khác không dám tới gần mình, nó cũng phải có nguyên do. Nhiều khi tâm tánh mình kỳ cục, mình nay buồn, mai giận, mình trách, mình hờn, riết người ta sợ mình, người ta không dám nói chuyện với mình. Thành thử ra chính căn nhà này, mình cũng là một căn nhà đây, mà nếu căn nhà này không được chuyển hóa thì cũng không ai dám tới gần. Vậy thì mỗi người chúng ta cũng có căn nhà đây. Cửa này là cửa chính nè, đây là hai cửa sổ nè. Đây tổ nói à, chư tổ nói đó, miệng người là cửa đền vua, phải mua, phải ngăn, phải giữ kẻo mua tai nạn. Đầu là cái mái, mắt là cửa sổ. Cho nên người ta nói mắt em là cửa sổ tâm hồn. Người buồn nó hiện lên mắt, người vui nó hiện lên mắt. Thậm chí cười thật tươi nhưng mà cặp mắt không có cười. Người ta, cái người tinh lý người ta thấy, người ta biết. Cho nên cái diện của mình nó biểu lộ, sắc tướng mình nó biểu lộ. Có nhiều người bữa nào mà sự tu tập nó thay đổi, tâm không bình an, nó hiện lên nét mặt chứ. Nhìn chị hôm nay không có tươi, người thấy có vẻ lo lắng, rầu rĩ. Đó, cho nên đại chúng nhớ, đừng có nghĩ rằng cái có thể câu này được hiểu là ô, đã là Bồ Tát thì mắc gì sợ. Dạ không, ai cũng vậy thôi, chưa chứng thánh thì không thể tin tâm mình. Có một cái ông đó, ông làm quan thanh liêm đó, ông không có ăn hối lộ của ai hết. Cho nên rồi khi ông về hưu đó, hàng xóm mới tới hỏi bà vợ ông, không dám hỏi ông sợ ông từ chối, muốn có món quà tặng cho ông. Thì bà nói cái tuổi ông xong rồi, bà nói ông tuổi Tý. Cho nên hàng xóm mới hùng vàng lại làm cho ông con chuột bằng vàng tặng, mà không dám đưa ông, đưa bà vợ cất. Đi về quê ở mà ngày nào bà cũng có tiền mua rau cải để ăn. Thì ông mới hỏi, tôi làm quan không tham, về hưu cũng không có nhiêu tiền, bà ở đâu có tiền mà mua đồ ăn hoài vậy? Bà mới nói, bữa nay ông hỏi tôi mới dám nói nghe. Tại vì ông làm quan thanh liêm, tôi không có dám nói. Nhưng mà hồi lúc ông về hưu, hàng xóm hỏi ông tuổi gì để người ta tặng quà. Tôi nói ông tuổi Tý, cho nên họ tặng cho một con chuột bằng vàng. Nhờ vậy mà ngày nào tôi cũng cắt miếng, tôi đem đi bán, có tiền mua rau, mua thịt cho ông ăn. Ông nghe xong đập bàn cái bóp, tại sao bà không nói tôi tuổi Sửu? Tuổi Sửu là tuổi con gì? Mà con trâu so với con chuột ba lớn. À, lúc này ổng bắt đầu mới nổi cái tâm gì? Tâm tham. Sao bà không nói tuổi tuổi Sửu? Nói chỉ tuổi Tý để nó tặng con chuột con chút. Nếu bà nói tuổi tuổi Sửu là tuổi con trâu thì họ sẽ tặng cho tôi nguyên một con trâu bự thì ăn tha hồ. Câu chuyện vui, nhưng để nói lên cái gì? Người chưa đạt tâm, chưa thành đạo, đừng có tin tâm. Cho nên người nào mới nói tôi bây giờ hết tham rồi, hết sân rồi,
hết si rồi. Thử mới may cái áo tràng mà mất coi. Trời, đi lợi chị cho em coi áo em. Sao chị mặc cái vải giống áo em quá. Vậy quý vị hiểu câu này chưa? Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. À, câu hỏi thứ hai: Ngài Quan Âm Bồ Tát lúc nào cũng có hình tượng Phật trên đầu, đó là Phật gì và ý nghĩa là sao? Thì thưa đại chúng, cái này là dựa theo kinh Quán Vô Lượng Thọ. Khi mà nói đến hình tướng của các vị Bồ Tát đó, thì đặc biệt Đức Quan Âm á, ở trên cái mão của Ngài có một vị Phật ở trên đó. Vậy thì xin thưa, tại sao Bồ Tát mà lại có Đức Phật trên mão? Đó là hóa Phật. Phật Di Đà cũng được, Phật Thích Ca cũng được, bất cứ Phật gì. Nhưng mà ở đây nói cái chữ Phật là nói tới cái giác. Quan Âm Bồ Tát là thể hiện hạnh từ bi. Nói một cách khác là tất cả Bồ Tát lăn xả vào đời để làm việc đạo, thì nhớ lúc nào trên đầu mình phải có Phật. Để làm chi? Để mình luôn luôn lấy tâm Phật làm tâm mình, để phụng sự chúng sanh. Hiểu ý không? Ví dụ như hồi nãy đây, ví dụ như bây giờ hồi nãy đây nguyên cái đạo tràng áo vàng đây nè, đó thì các vị đó là Bồ Tát đó. Nhưng mà nhớ, cô nào chú nào ra bưng cơm bưng nước phải có quá Phật trên đầu. Mình đưa hộp cơm cho anh ta: cô ơi, cô mời cô dùng cơm. Cô ơi, cô, tôi, cô cho tôi một hộp nữa đâu, ăn gì ăn dữ vậy. Thì nếu mà mình mà không có quá Phật mình nói vậy đó. Cái nếu mà mình có quá Phật mình nói khác: vậy hả cô, mà cô có dùng chưa, tôi ăn hộp cơm rồi. Vậy cô chờ nghe, con điên vòng, nếu còn thì con mang lại cho cô, tại bây giờ đang phát cơm, con không biết còn không. Nói một câu chưa biết cho không, mà nói một câu ta nghe ta mát. Lát nữa mà có bưng hộp nữa, ta cũng tự ái, ta không ăn. Nó rồi. Nhưng mà nếu mình nói câu khác, mình có thể mình không cho cũng được nữa. Nhưng nói sao mà ta nghe, mà ta cảm thông. Cô ơi, cô thông cảm, con chuẩn bị có 800 hộp mà giờ tới 1000, tụi con đang chạy cho những vị chưa có. Rồi cô, con biết cô chưa no, mà con để con tìm món khác cho cô dùng đỡ, vì con không đủ cơm. Hoặc là thậm chí không cho cũng được nữa, mà ta nghe mình nói cho ta biết ông này có quá Phật. Hiểu chữ quá Phật không? À, mình mang thân chúng sanh làm việc Phật, lấy cái quá Phật làm tâm mình. Cho nên khi nào á mình làm việc gì mà mình buồn á, quý vị cứ theo Pháp Hòa làm đi, nghĩ tới Tam Bảo. Có nhiều người người ta đối xử mình dở lắm kìa, tệ lắm, nhưng mình không buồn họ đâu. Tôi làm cho Tam Bảo, tôi làm cho Phật Pháp, tôi không làm cho anh, cho chị, cho thầy, cho cô. Tại vì nếu mình cá nhân mình làm dễ giận lắm, tại chúng sanh làm gì cũng có chuyện giận hơn nhau. Thôi thì cứ lúc nào cũng lấy Tam Bảo. Cho nên hồi nhỏ Pháp Hòa đọc một cái bài sám mà Hòa thích câu đó: ai ơi lấy Phật làm lòng, tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân hồi. Anh ở trong cõi luân hồi nhưng anh siêu thoát rồi, tại vì anh đã lấy Phật làm tâm anh. Hồi nhỏ Hòa đọc một cái bài sám mà Hòa nhớ hai câu đó vậy đó. Ai ơi lấy Phật làm lòng, tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân hồi. Ở trong cõi luân hồi mà anh không bị luân hồi làm khổ. Luân hồi là gì? Là một vòng xoáy của mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, thiên đường, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Mỗi ngày mình cứ chao đảo. Còn nếu mà mình dừng được, vượt thoát. Nói vậy chứ không phải dễ. Đó là một sự thực tập. Thí dụ là ở hay làm buồn, có buồn, nhưng đừng để cái buồn lâu bằng cách là quán chiếu. Thôi vì Tam Bảo mà làm. Quý vị tụng chú Đại Bi đó, chú Đại Bi nó có một câu, câu gì nhớ không?
À, tát bà, tát bà. Tát bà, tát bà là gì? Tát cho bà biết. Không phải. Dạ, nó tát cho bà biết tay lắm. Tát bà là một câu tiếng Phạn được phiên âm lại, nghĩa là gì? Theo cái nghĩa của chữ đó là gì? Vì việc lớn đừng câu nệ việc nhỏ. Vì việc lớn đừng câu nệ việc nhỏ. Cho nên tất cả câu thần chú cuối cùng câu nào cũng là ta bà ha. Ta bà ha là gì? Vui quá, mừng quá, tôi đã đến được bờ bên kia. Tôi đã vượt được tất cả mọi chông gai để đến được chỗ viên mãn gọi là ta bà ha. Vậy được chưa? Đạo Phật. Bây giờ hàng Phật tử chúng ta, mình không có đeo quá Phật ở trên đầu, mà mình đeo Phật ở đâu? Ngay ngực nè. Cho nên mình mới đeo cái tượng Phật đó. Mình đeo tượng Phật là nhắc nhở mình, trời ơi tôi tức quá mà. Vừa dỗ đây cái dỗ nhầm Phật. Phật nói tôi hơi đau. Cho nên mình đeo Phật ở đây cũng có cái nghĩa để tự nhắc mình, lỡ lúc nào mình quá đổi đi nữa, nhìn Phật, oops. Đeo Phật bự quá mà chửi cũng to ghê nha. Dù Phật đeo ở đây, bây giờ Phật cũng chưa yên đâu, Phật vô xe ngồi luôn. Phật vô xe ngồi là để nhắc nhở mình, lái chậm chậm con, nhường nó đi con. Trời ơi con vượt đèn đỏ, Phật lắc muốn chết. Để vào trong xe mà lái ẩu quá. Còn tại bảo đảm Phật bảo hộ cho mình rồi. Trời đất ơi, treo Phật lái từ từ, nhưng mà lái kiểu đó Phật ngất ngư. Có nhiều bữa lái xong thắng cái két, Phật văng xuống, lượng gắn lên. Bữa khác cái ông mà ông làm tự Phật, ông nói nắng tôi để đâu. Nếu để trong chùa thì tôi chịu, mà để trong xe miễn. Trời ơi nó lái tôi chịu không nổi. Vậy mà tới hồi lãnh một cái tiết kịch Phật khổng linh. Treo Phật trong xe là để nhắc mình. Treo Phật trong xe là để nhắc mình, nhường người ta một chút. Thoái nhất bộ hải khoáng thiên không, lùi một bước biển rộng trời cao. Ham chi một chiếc để xe banh tành, rồi rủi ro tai nạn chỉ vì hơn một chiếc xe. Mà xin thưa đại chúng, cuộc đời này nhiều khi mình hơn một người mà mình vẫn thua cả vạn người. Đó, lái hơn một chiếc xe mà ở trước mình cũng cả ngàn chiếc xe chứ bộ. Không bao giờ mình hơn ai đâu. Mình hơn được một người này thì cũng có người khác hơn mình, thì hơn chi cho Phật rớt đất. Không tốn tiền. Bây giờ quý vị thấy hóa Phật chưa? Hiểu hóa Phật không? Bây giờ nếu mà mình đem Phật mà treo ngay đây á, tại này hơi hơi à. Chị này chỉ hơi hơi à. Đeo Phật đây. Nhưng mà đã đeo ở đây rồi á thì là đeo để biểu tượng. Trời đất ơi, tôi đi vô nhà vệ sinh á, tôi sợ Phật mang, tôi sợ mang tội, để tôi ngậm Phật miệng. Trời đất ơi, Corona, Corona. Ngồi cách đây mà thở kho sặc sụa đây, mà có người còn che miệng mà đưa Phật vô miệng luôn Phật đó. Kỳ này trúng thiệt rồi. Có nhiều vị sợ vậy đó. Sợ đem vô kia có tội dơ. Xin thưa đại chúng, cái cõi này là cõi uế,
Cả chỗ chúng ta ngồi là cõi uế, chỗ nào sạch đâu. Bất quá mình ngửi chưa ra thì mình kêu là thơm thôi. Chứ còn đối với mũi của bậc thánh thì cõi này là cõi uế, anh xịt cỡ nào tôi cũng thấy hôi. Hiểu ý không? Cho nên đối với Phật các ngài rành mình quá rồi, mình không cần phải làm gì hết á, cứ đeo bình thường. Nhiều khi mình làm cái gì là một biểu tượng thôi. Ví dụ như bây giờ cái chánh điện chùa mình có một cái chánh điện thôi, thì có những cái lễ gì mình cần sử dụng chánh điện mà không thể mất trang nghiêm trước Phật, thì mình mới làm cái bức màn, mình kéo, mình che Phật lại, để ở phía trước đó mình làm gì gọi là khuất, để mình đỡ cảm thấy khó chịu thôi. Chứ đâu phải mình làm vậy cái rồi đó Phật không thấy gì hết đâu, ngoài này tự do đi. Mình làm gì mình không qua được mắt Phật, tất cả chỉ là biểu tượng. Vậy thì hôm nay quý vị hiểu được chữ hóa Phật rồi ha. Trong một cái bài sám niệm Phật có câu á: các ông hóa Phật ngồi ngang trên đầu, niệm Phật Phật chẳng bỏ đâu, niệm Phật Phật chẳng bỏ đâu, niệm đâu Phật đó khỏi cầu đâu xa, niệm Phật chắc Phật rước ta, thì bông sen đó một tòa thảnh thơi. Mình tu tập rồi các ông hóa Phật ngồi ngang trên đầu, niệm Phật Phật chẳng bỏ đâu, mà thật tâm mình lúc nào cũng niệm Phật, thì lời nói mình ít nhiều cũng phải có chất Phật, hành động mình ít nhiều phải có chất Phật. Rồi thôi, giải quyết được câu đó rồi đó. Con thấy trên net có nhiều thông tin là một cách chống vi khuẩn corona là niệm chú Đại Bi. Con không biết khoa học có kiểm chứng không. Cái này em nói thiệt, em không biết, mà em cũng không bảo đảm. Nếu mà tụng chú Đại Bi mà chống được vi khuẩn thì Phật giáo Trung Quốc ta làm rồi, đâu tới đợi mình ở đây ngồi bàn. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là chúng ta phủ nhận và không tin. Và đại chúng nhớ là những gì chúng ta làm như là tụng kinh, trì chú, hồi hướng, đó là cái tâm lành của chúng ta muốn hướng về cõi khổ. Người ta hết khổ không? Mình chưa biết, tùy vào năng lực tu tập của ta. Nhưng giây phút chúng ta lấy cái tâm từ bi mình hướng về cõi khổ là tâm mình sẽ giảm khổ. Tha nhân chưa, mình độ tha chưa biết được không? Nhưng mà ý niệm tu tập khởi lành là mình đã tự độ. Ví dụ này, tôi chắp tay niệm Phật cho anh được hết bệnh nghe. Lấy tâm lành, đem hết tâm lực vô. Con xin trì tụng Đại Bi Thần Chú, niệm Phật Quan Âm, nguyện hồi hướng công đức đến cảnh khổ đó, người bệnh, người chết, vân vân. Mình đem hết cái năng lực, đạo lực của đại chúng. Bây giờ cả ngàn người ngồi đây, mỗi người một tâm niệm lành, nó tạo sức mạnh cả ngàn niệm lành. Nhưng ngược lại, nếu Pháp Hòa khởi một niệm ác, Pháp Hòa nói đại chúng ở đây cả ngàn người phải chống người đó, phải chửi người kia, quý vị sẽ làm theo Pháp Hòa, thì tâm quý vị cũng đang khởi niệm bất thiện. Cái gì nó cũng có cái lực của nó. Nhưng mà niệm thiện thì chuyển hóa, niệm thiện thì chuyển hóa. Cho nên mình có thể xoa dịu được người khổ do âm thanh của mình, do năng lực từ bi trong lòng ta. Nhưng mà cái đó nó, đó là năng lực cầu nguyện. Chứ không phải mình nói là tụng vậy cái là ở chỗ đó sẽ hết bệnh. Nhưng mà tại sao gọi là tụng Đại Bi? Không phải riêng Đại Bi mà bất cứ cái gì. Thí dụ quý vị niệm Quan Âm, có những người đã thuộc chú Đại Bi, ta niệm Quan Âm Bồ Tát, thậm chí quý vị tụng nguyện ngày an lành, đêm an lành,
đêm ngày sáu thời thường an lành, vân vân. Tất cả nó xuất phát từ tấm lòng năng lực của chúng ta, ít nhiều gì có làm cho đạo tràng thanh tịnh. Quý vị thấy, thí dụ như trước đây, ở đây là một cái nhà hàng. Thì đã là một cái nhà hàng thì buôn bán thực phẩm. Nhưng hôm nay tất cả cái uế trượt của nơi này đã được tẩy bằng mỗi thời kinh của đạo tràng đây mỗi ngày. Cái năng lực mình bước vô giờ nó khác chứ, cái không khí bây giờ nó khác chứ. Đó, cho nên mình không, mình đừng, mình nói thì mình phải nói cái sự tu tập, cái sự thực tập, chứ không phải để cho mình, người ta gieo rắc người ta một cái kiểu này thì người ta chưa hiểu được cái sâu lý đó thì ta dễ hiểu lầm. Cũng giống như cái câu này, nó cũng tương đương như phẩm phổ môn vậy đó. Người nào mà rơi trong hầm lửa niệm Quan Âm là liền lửa liền tắt, là ở trong cái chỗ mát mẻ. Thì bây giờ mình phải hiểu lửa đó là lửa sân si, lửa phiền não, chứ không phải là cái lửa đốt bên ngoài. Mà cái lửa đốt bên ngoài nó chỉ cháy cái thân thôi, còn cái lửa sân si nó cháy tâm, cháy hạnh phúc. Tại vì tâm mà cháy rồi thì nói lời bất an, lời bất an thì hạnh phúc tan vỡ, nó còn nguy kịch hơn cả cái kia nữa. Con xin hỏi thầy, tu làm sao mà đúng và tu làm sao mà sai? Làm sao có thể thấy được sự an vui và hạnh phúc trong đời này? Khi mà mình nhận được những hạnh phúc mà chúng ta đang có, đó là tu đúng. Còn mình không nhận diện được những hạnh phúc mình đang có thì sao kêu sai? Thật ra chẳng đúng chẳng sai gì hết á. Nhưng mà khi mình không nhận diện ra được hạnh phúc rồi thì hạnh phúc có gõ cửa thì chúng ta chẳng biết nó là cái gì. Trong kinh Bát Vụ Phật có nói câu chuyện này nè. Phật kể một câu chuyện là có cái ông đó, ông có một đứa con trai. Thì bữa nọ ông đi ra ngoài làm ăn, phải đi sớm gì đó, thì ở làng ông bị cướp và họ đốt làng. Thì trong khi đốt làng như vậy thì đứa con trai ông nó đã đi chơi ở làng sơ kế bên mà nó khóa cửa lại, hay là nó đóng cửa sau đó, thì cái cửa đó được một cái đứa nhỏ khác nó chạy vô thì cái làng bị cháy, và đứa nhỏ đó cũng có một đứa nhỏ chết trong căn nhà đó. Thì cái ông này ông về tới nhà ông ôm một cái xác chết đó, ông tưởng là con của ông. Ông khóc quá chừng và ông thiêu nó xong, ông để nó vào một cái hũ và ông ôm một cái đứa con, cái đứa nhỏ hàng xóm đó, ông khóc. Thì một hôm nọ nửa đêm ông đang ngủ thì con ông nó đi về, nó gõ cửa, nó nói ba ơi, ba mở cửa cho con vô. Thì ông ở trong nhà ông vọng ra, đứa nhỏ nào mà nó bất lịch sự vô duyên đến thế, nó cười trên sự đau khổ của tôi, nó đến đây nó trêu ghẹo tôi, con tôi chết rồi, đây đây con tôi nó nằm trong cái hũ này đây. Và mặc cho đứa con gõ cửa cỡ nào ông cũng không mở. Cuối cùng đứa con đành thui thủi ra đi. Thì kể xong câu chuyện, Đức Phật nói chúng sanh ta cũng vậy. Chúng ta cứ ôm chặt những cái cố chấp, những cái kiến thấy của mình, hạnh phúc có tới gõ cửa mình cũng không biết đó là cái gì. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ đại chúng ngồi đây có hạnh phúc không? Có, mỗi người mỗi hạnh phúc. Ví dụ như bác 80, bác nói trời ơi bác không khỏe con ơi, bác đau nay khỏe mai. Nhưng giây phút này bác không đau không gì hết, bác ngồi được đây từ sáng tới giờ là bác hạnh phúc rồi. Người kia đau lưng, đau chân, đau cẳng gì đó, mà ngày nào mình không đau nhất, ngày đó hạnh phúc. Cho nên thật sự tất cả chúng ta ngồi đây ai cũng có hạnh phúc hết. Cái quan trọng là mình có biết nhận diện hạnh phúc không? Nếu mình không biết hạnh phúc là gì thì cho dù hạnh phúc có trước mặt mình cũng không biết nó là gì. Pháp Hòa ví dụ, có lần Pháp Hòa đi Đài Loan thì tới cái phi trường có cô kia cũng ngồi bên cũng nhìn thầy, sao nhìn giống thầy Pháp Hòa quá. Thế Hòa nó ồ vậy hả cô? Dạ cháu không biết. Cô biết thầy hả? Mà sao thầy nhìn giống thiệt á. Cái bạn của cổ thấy ê bà coi ông thầy này, ông giống thầy Pháp Hòa không?
rồi cứ ngồi chuyện nhau mà nói chuyện cả buổi vậy. Vậy thì mình chưa bao giờ gặp thầy Pháp Hòa, thì thầy Pháp Hòa có xuất hiện trước mặt mình, mình cũng ngờ ngợ không biết. Cũng như vậy, nếu mình nói là tôi đi tìm hạnh phúc mà mình không hề biết hạnh phúc là gì, thì cho dù hạnh phúc thật sự có xuất hiện, mình cũng để trôi qua mà không biết nó là gì. Tại vì mình chưa bao giờ nhận diện hạnh phúc. Vậy thì mình nhớ là hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là mắt còn thấy, chân còn đi được, ăn còn biết ngon. Mặc dù hồi xưa ăn một chén cơm, bây giờ còn xuống nửa chén, nhưng mà nửa chén cơm vẫn đủ và mình ăn thêm những cái khác. Mặt bây dù bây giờ không còn thấy rõ nhưng vẫn còn thấy. Nói chung là mình phải biết hạnh phúc theo từng tuổi tác, từng sức khỏe của mình, để mình an vui với những gì chúng ta đang có. Thở đều là theo bước thảnh thơi, ta mỉm miệng nở luôn nụ cười. Còn thở là ta còn sống, bước đều là còn đủ hai chân, còn thấy đường để ngắm thiên nhiên, vậy là sướng quá tiên trên trời. Thật ra nói cho cùng á, đúng sai là do mình nhận, chứ còn cuộc đời này có khi nó đúng với người này mà nó sai với người khác. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ cái người đó đó, người ta mới bắt đầu tập tụng kinh, người ta không có biết thỉnh chuông mỏ, người ta tụng không có chuông mỏ gì hết. Cái mình nói tụng vậy không được đâu, tại vì theo tôi biết là phải có chuông mỏ Phật mới nghe, còn chị không có chuông mỏ làm sao Phật nghe. Thì mình cho người ta tu sai. Nhưng mà thật sự có sai đúng gì đâu. Thứ nhất, có thể người này không biết thỉnh chuông mỏ. Thứ hai, hoàn cảnh gia đình người ta không cho phép, con cái người ta có những cái hoàn cảnh. Cho nên đúng sai là tùy theo mỗi người nữa. Nhưng ở đây tạm nói cái đúng là đúng như thế này: đúng lúc, đúng việc, đúng thời gian, đúng sức khỏe, và chúng ta biết nhận chân những gì chúng ta đang có. Có nhiều vị khóc, nói ước gì gặp thầy sớm hơn. Bây giờ 70-80 mới được gặp thầy, tu muộn. Pháp Hòa nói muộn vẫn còn hơn không. Mình phải biết là mình tu bất cứ giây phút nào, tỉnh lúc nào tu lúc đó. Cho nên quý vị đừng có lo. Cái quan trọng là chúng ta biết nhận diện hạnh phúc. Mà đạo Phật mục đích không phải tu để chờ chết, để hạnh phúc, mà phải hạnh phúc ngay trong giờ phút chúng ta đang sống đây. Như vậy thì nhờ thầy chỉ dạy cho con thêm, sao cho đúng, vì khi thiền đầu óc con cứ chạy lung tung. Dạ không có sao, bởi vì cái tâm ý của chúng ta là cái tâm ý lung tung. Chính vì vậy cho nên mình cần tu, cần ngồi thiền, cần niệm Phật. Nhưng cái chúng ta cần làm là vậy nè: khi chúng ta ngồi niệm Phật được 5-10 câu, cái tâm mình nó nhảy ra, nó sẽ chết mồ rồi, nãy không biết đôi dép để đâu. Thấy không? Nhớ trực lại, thôi giờ ngồi đây rồi ra kiếm dép cũng đâu được, thôi ngồi đây yên để nghe. Cứ khi nó khởi kéo nó về, khi nó khởi kéo nó về, đến khi nào nó lớn khôn, nó thuần thục giống như đứa nít thôi à. Nít nhỏ nó không ngồi yên, nhưng lớn lên nó tự nó ngồi, tại giờ nó thuần rồi. Thấy không? Quý vị đừng có sợ mình nghe kinh, nghe pháp, ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh mà tâm lung tung rồi có tội. Không có tội gì hết á. Mà thật sự lúc đó mình mới biết rằng, ồ, bây giờ tôi biết tại sao cần tu, tại sao cần ngồi thiền, tại sao cần niệm Phật, là bởi vì chúng ta lăng xăng quá, chúng ta rộn ràng quá, cho nên chúng ta cần cái này. 10 phút đỡ hơn không có phút nào. Rồi ngày mai mốt được, tôi ngồi bây giờ được 15 phút rồi đó, đỡ lắm. Cho nên càng lăng xăng thì càng phải tu nhữ nữa. Quý vị đừng tưởng quý thầy giờ tu giỏi nha, quý thầy cũng lăng xăng lắm.
Nói thiệt vậy đó. Nhưng mà tất cả chúng ta đều là những người đang chuyển hóa. Cho nên tâm chưa thuần thì chúng ta vẫn còn tu. Cũng như uống thuốc mà chưa hết bệnh thì chúng ta vẫn phải uống thuốc. Bạch thầy, cho con hỏi, nếu mình có nhiều tiền, ngoài việc đi làm phước rồi, nhưng mình còn dư tiền, những lúc rảnh đi casino, đánh bài thua tiền, vậy mình có tội không? Đạo hữu này rất thật tình. Có tội chứ. Có tội là dư không đưa em. Tiền xài đúng, tiền hiền như Phật. Bạc xài lầm, bạc ác hơn ma. Lỗi lầm cũng bởi tại ta, chớ tiền bạc nó vốn là vô tri. Khi mà mình có dư tiền, thật sự ra còn rất nhiều việc để làm. Thưa đại chúng, nếu mà nói làm phước mà dư thì không đúng đâu. Tại vì cái khổ của con người hiện tại nhiều hơn người giàu có. Thế giờ chúng ta có bạc triệu muốn làm phước, vẫn có chỗ để làm. Quý vị biết cái dịch lần này đó, ông Bill Gates cho 100 triệu. Thế bây giờ mình có 1 triệu không? Ví dụ mình nói tôi có 10.000, làm phước hết 7 còn 3, rảnh quá đi ra kia chơi chi cho nó uổng. Thật sự còn rất nhiều chỗ để làm. Mà thực tế nhất là đây nè, ở đây đang xây tăng xá nè, dư nhiều đưa lên đây. Không có ai bắt tội mình hết, không có Phật trời tiên chúa nào bắt tội mình hết á. Nhưng mình làm cái gì mà không đúng với cái bản hoài của mình thì cái đó tội. Tội là gì? Là sự chìm đắm, sự dày dò, sự rai rứt, sự đau khổ kêu tội. Chứ không ai bắt phạt gì mình đó. Tiền mình xài chứ ai có quyền bắt tội gì. Nhưng mà không xài không đúng thì anh dày dò tâm khác. Có nhiều người thua xong rồi nói, trời ơi tôi biết tôi thua vậy tôi cúng chùa. Lúc còn không cúng. Làm thế nào để tâm yên? Khi con nghe thuyết pháp thì tâm con rất yên tịnh, nhưng sau đó thì .. Thôi cũng được. Lúc nghe pháp tâm yên là được rồi. Thật sự ra thưa đại chúng quý vị, chỉ cần quý vị tập vậy nè. Việc gì làm mình rõ ràng việc đó, nghe pháp thì là nghe pháp, nấu cơm nghĩ chuyện nấu cơm, không bao giờ mình dứt sự suy nghĩ. Nếu mình dứt suy nghĩ mà vẫn làm thì mình là con robot, làm mà không có feeling, làm không có ý thức, không đúng. Tu mà để biến mình thành tới không ý thức, vô tri vô giác là không đúng. Tu là mình biết rằng làm cái gì mình rõ mình làm việc đó. Ví dụ nghe pháp mình biết mình nghe pháp, mà nấu ăn là biết mình nấu ăn. Chứ không có cái chuyện mà mình nấu ăn mà nghĩ chuyện khác thì gọi là tội lỗi. Mình làm cái đó thì mình loạn tâm. Cho nên mình không phải là tu đến cái chỗ mà không còn sự suy nghĩ. Nhưng mà chúng ta tập là ý thức rõ ràng việc gì ra việc đó. Chúng ta không dứt sự suy nghĩ được đâu. Vì còn sống là phối hợp cả hai phần thân thể và tâm thức. Cho nên mình active, mình suy nghĩ đó là chuyện bình thường. Nhưng suy nghĩ cái gì ở trong phạm vi chúng ta đang làm, để tập cho cái tâm mình đừng có buông lung, đừng có phóng túng thôi, chứ không phải là không suy nghĩ. Con vô cùng hoan hỷ vì bao lâu đã ngưỡng mộ thầy mà không được gặp. Có thể con phước mỏng nghiệp dày nên như thế. Nay nhìn được thầy con rất vui mừng, mừng đến rơi nước mắt. Con có câu hỏi xin thầy giải đáp để cho con và các bạn thấu đáo vững niềm tin tu học.
chồng con có tụng kinh A-di-đà, niệm hồng danh Đức Phật A-di-đà được mấy năm. Sau đó vì nghe trên YouTube một sư cô nói là Phật Di-đà là do từ nước Tàu bày ra chứ không có thật, con buồn vì chồng con đã bỏ tu không niệm Phật nữa. Con tu đã 10 năm nay, không vì chồng con không tu mà con bỏ tu. Nhưng lòng con cứ phiền, con biết con sai rồi, nhưng vì con tiếc cho công sức của chồng con quá thầy, dạy con nên làm sao chuyển tâm cho chồng con. Con cảm ơn thầy. Thưa đại chúng, cái chuyện mà mình nói là pháp môn tịnh độ do người Tàu họ bày ra đó, cái này mình nói nó không có đúng đâu. Cái pháp môn niệm Phật này đã có trong kinh Tạng rồi, chứ không phải là không có. Nhưng mà thí dụ thôi, không phải thí dụ thôi. Nếu như mà cái chuyện đó do người ta bày ra mà nó không có một cái điều bày ra nó không múc đạo đức, nó làm cho người ta thêm cái sự tu tập, thì cái đó nó có lỗi làm gì đâu. Có nhiều vị còn nói kinh báo hiếu phụ mẫu là do người ta chép lại, người ta bày ra, chứ không Phật không có nói kinh đó. Không có sao hết. Cái chuyện mình nghiên cứu, mình muốn nói gì cũng được hết á. Nhưng mà cái nghiên cứu của mình để làm gì? Để nuôi sục người ta và để làm sáng thêm niềm tin của người ta, hay để cho người ta bỏ? Ví dụ bây giờ quý vị nghe cái kinh báo hiếu phụ mẫu chưa? Cái kinh đó có cái gì mất đạo đức trong đó không? Như vậy thì nếu mà cho dù là con người mình tạo ra quyển kinh đó đi, thì quyển kinh đó có gì sai đâu? Quyển kinh đâu có gì sai. Cái gì mà nó có chứa đựng được từ bi trí tuệ, giới định tuệ, thì cái đó đều không có gì sai, dù là con người tạo. Cho nên á, chúng ta nghiên cứu thì chúng ta cứ nghiên cứu, nhưng trước khi chúng ta nói một vấn đề, chúng ta phải biết rằng nói điều đó để sáng tỏ cho người, để người ta làm mà không mê lầm, hay để cho người ta bỏ cuộc. Cái này hai cái nó khác. Phong vào ví dụ, bây giờ mình đi cãi với người ta là cà ri là của người Việt Nam. Có một ngày nọ mình phát hiện ra là cà ri của Ấn Độ, thí dụ vậy đi. Bây giờ mình biết cà ri của Ấn Độ, nhưng mình vẫn ăn cà ri, và mình biết nguồn gốc của cà ri, và mình làm đẹp thêm, ngon thêm món cà ri, thì có gì sai không? Không có gì sai. Tại sao mình không cách đó? Mà trong cuộc sống chúng ta đã làm như hết như vậy đó. Có thể của người khác, nhưng chúng ta biết rõ nguồn cội để chúng ta không mê lầm, và chúng ta biết làm thêm cho cái đó nó hay hơn. Chứ đâu có phải nói để chúng ta đập đổ, để chúng ta đánh phá. Đạo Phật không đánh phá, mà Đạo Phật biết bồi đắp, làm cho cái đó thêm hay. Bằng chứng. Bằng chứng nào mà nói như vậy? Quý vị đọc lại trong Kinh Thiện Sanh. Kinh Thiện Sanh á, Đức Phật đi ngang một căn nhà, có một anh chàng trẻ tuổi mỗi sáng ra đứng trước cửa lại sáu phương, đông tây nam bắc là bốn, lại phương trên, lại phương dưới, sáu phương. Phật dừng lại, Phật hỏi anh lại sáu phương để làm gì? Anh này mới nói dạ con không biết, ba của con mỗi ngày lại sáu phương, bây giờ ba con chết rồi, con cũng học theo kiểu đó, mỗi ngày ra lại sáu phương. Phật mới nói tôi không nói anh sai, nhưng trong giáo pháp của thánh hiền, sáu phương mang sáu nghĩa, để tôi nói cho anh nghe. Phương đông tượng trưng cho cha mẹ, phương tây tượng trưng cho thầy tổ, phương nam tượng trưng cho bằng hữu gia đình, phương bắc tượng trưng cho chủ vân vân, phương trên tượng trưng cho các bậc thánh hiền, phương dưới tượng trưng cho những người hạ cấp, những người mà trong thành phần. Như vậy trong đạo lý anh dẫn lại sáu phương, hôm nay tôi làm rõ sáu phương cho anh. Sau đó Phật nói tiếp, đối với cha mẹ, cha mẹ đối với con có năm điều.
đối với con cái, con cái đối với cha mẹ có 5 điều. Đối với phương Tây thuộc về thầy tổ, thầy tổ, các bậc thầy phải có 5 điều đối với học trò, người học trò phải có 5 điều đối với thầy tổ. Nói hết bài pháp đâu có đánh đổ đâu. Phật không, đạo Phật không có đánh đổ ai hết. Nhưng nếu cái đó mình thấy nó hay, mình tiếp nhận, mà mình có phương thức để làm cho cái đó hay thêm, đẹp thêm, có gì đâu. Bây giờ người, bây giờ ví dụ cái niệm Phật Di Đà là do tạo ra đi, mình tạm nói vậy đi. Nhưng mà niệm Phật còn hơn niệm phàm phu chúng sanh, thì mình lựa cái nào? Bây giờ mình nói như vậy xong rồi đó, bây giờ mình ok, bây giờ tôi anh lập ra là tàu, niệm Phật cho tàu là, vậy anh có cái khác thế không? Anh có cái khác hay hơn anh thế vô không? Không có, thì tại sao anh phải nói những điều mà làm cho người ta lui sụp? Cái này là cái nguyên. Cho nên trong kinh đó, chư tổ thường nhắc phá giới ít tội hơn phá kiến. Thế nào gọi là phá giới và phá kiến? Anh phạm giới phá trai, tội mình anh thôi. Nhưng anh nói những cái thấy biết của anh sai lầm, để dẫn dắt người ta tới chỗ sai lệch, người ta khổ đời này sang đời khác, anh tội hơn nữa. Cho nên thà phá giới chứ không phá kiến. Thật ra có những điều mình biết, nhưng mình thấy cái đó nó không có gì trật cả. Pháp Hòa ví dụ như á, mình cúng Phật có 6 thứ cúng nha. Một là nhang, hai là đèn, ba là hoa, bốn là trái, là năm là nước, sáu là đồ. Đồ là gì? Đồ là thực phẩm. Có nhiều người ta cúng cúng Phật á, theo lệ của Trung Quốc á, nấm mèo, bún tàu, nấm đông cô, cải luộc, người ta làm 5 chén người ta cúng. Ở bên Ấn Độ á, bên Tích Lan á, mỗi lần ta đi chùa ta không có đem trái cây giống mình đâu. Người ta sáng ra người ta nấu một miếng cháo oat meal, ở bển nấu với sữa nha. Ta đem chén nhỏ nhỏ vậy đó, có khi người ta đem chén sữa tươi, có khi người ta mua cái bông súng, ta lên ta cúng Phật. Mà ta cúng có cấm bình giống mình nữa. Ta tượng Phật để vậy, ta lễ xong ta gác lên chân Phật. Rồi ở bên Tích, ở bên Miến Điện á, người ta đi mua vàng lá. Quý vị biết cái lá vàng á, mỗi người mua một cọc vậy đó, cái tới trước Phật xá xong mới dán vô Phật một cái. Trời ơi, ta nói mắt tai mũi miệng cũng có Phật vàng không? Chùa nào mà tượng Phật xung quanh là thôi, nó dán đầy hết trơn vậy đó. Đói bụng cạo ăn cũng no nữa. Quý vị biết là họ dán riết mặt của Phật nhìn không ra luôn. Bởi vì nó dày lên mỗi ngày, mỗi năm, mỗi tháng nó dày tui. Tưởng đâu Phật bị rổ. Đó là cái tâm của người ta. Cho nên xin thưa là cái của Pháp Hòa suy nghĩ, những gì chúng ta phát minh không sao hết, do sự nghiên cứu chúng ta cứ nói. Nhưng nếu chúng ta nói cái này để làm rõ cái ý đó, nhưng làm sao để khuyến tấn người ta vẫn tiếp tục, người ta làm mà người ta không mê lầm. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, Phật tử đây còn cúng sao không? Có một số còn cúng không? Có một số hiểu đạo không cúng, nhưng mà có một số người vẫn cúng. Nhưng mà thôi bây giờ người ta cúng sao, nhưng mà mình kệ đi. Nhưng anh vô anh cúng rồi tôi nói cho anh nghe. Thầy, 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 cái sâm của con sao vậy thầy? Chà, sâm này hạ hạ nha, 3,000 mới cúng được à. Mình không biết giải thích, mình làm cho người ta sợ thêm. Đạo hữu nhầm cái sâm hạ. Bây giờ có cách chuyển nha. Năm nay ráng ăn chay tháng 2 ngày, thầy cho quyển kinh cầu an về tụng mỗi tối. Nhớ nhìn những người khác nghe, mình lợi dụng người ta đang nói hạ hạ mà. Bây giờ nếu mà xâm thượng thượng mình nói nữa, xâm tốt lắm nghe, có duyên á, tu tiến nữa.
Thật ra quý vị nhớ câu này, Pháp Hòa cứ nói hoài thôi. Tà người chánh nói pháp tà, tà pháp thành chánh pháp. Người tà nói pháp chánh, pháp chánh thành tà pháp. Cái pháp đó, pháp tà mà lọt vô tai người chánh đó, họ chỉnh đốn sửa hồi nó cũng ra đẹp. Người biết nấu ăn, mình đưa họ cái gì họ cũng nấu ra món. Người không biết nấu ăn, đưa nguyên giỏ đồ ăn nó làm hồi không có món gì để ăn. Bữa nay Pháp Hòa là bày cho quý vị làm ba tê chay nha. Ba tê chay 5 phút thôi. Khi mình hiểu đạo rồi, mình thấy tu như là hơi thở của mình vậy đó, không có gì khó khăn hết. Một bữa tuần rồi có một bác Phật tử khui một cái hộp chickpeas, đậu chickpeas của người Mỹ đó, bác khui đâu mấy lon ở nhà không biết, bác nấu chè bà tư bà tám gì không biết, nấu dư đâu chút cho bà xách bịch lên cho chùa. Bà đem lên bà đưa thì trong chùa chẳng ai biết làm gì với cái đậu này, cứ để hoài trong tủ thôi. Cái bữa tối đó bà xuống cái soạn tủ lạnh có thấy có một bịch chickpeas, bà nói đem ra đây, bỏ vô nước rửa sạch sẽ ha. Đem cái chickpeas đó bỏ vô cái máy xay thịt đó, xay nhừ ra. Lột tủ lạnh còn miếng hem chay, bỏ vô xay chung. Xong rồi đem ra, múc vài muỗng mayonnaise, cho bột nem đồ vô đàng hoàng, tiêu rồi, gia vị vô đàng hoàng, trộn lên, trét bánh mì. Quý vị thử đi, ngon vô cùng. Nếu sang nữa đó, cho một miếng dầu ô liu, có barofi cho vô, không có tiêu dầu ô liu đủ rồi. Tùy theo mình để vô mà mình thấy nó khô quá, tiếp tục cho mayonnaise vô, miếng hem, chickpeas. Còn nếu ai mà có yeast flakes mua ở tiệm Mỹ có để vô, không có gia vị, tiêu, mayonnaise với hai món đó, quý vị có ba tê chay. Ba tê giả chiếm. Còn nếu như mình muốn làm bài bản thì phải hầm đống đông cô với ngũ vị hương, xây chung với lại tàu hủ ki luộc, rồi ngũ vị hương, nấm đông cô, phô mai đầu bò, vân vân, rồi đem nướng để nó thơm lên thành ba tê gan. Còn nếu không có, làm ba tê đó đi, ăn cũng tê như thường. Pháp Hòa nói như vậy, nói như vậy là để Pháp Hòa muốn nói cái vấn đề tu tập. Cái vấn đề tu tập của chúng ta không phải chúng ta làm cái gì để gọi là, không phải nguyên ngày chúng ta tụng một tràng kinh gọi là đúng đâu. Mình phải biết thời lượng của mình biết sức khỏe của mình, thời gian của mình, để chúng ta ứng dụng một thời tu hành của mình, tu xuống mà hạnh phúc, chứ không phải tu trời ơi kinh gì mà dài tụng mệt muốn chết. Vậy thần kinh này nó vô bổ, nãy giờ tụng là cứ trong hết không à. Hà lý nó đòi hỏi cái sự tu tập của chúng ta. Cho nên xin thưa là Pháp Hòa chỉ muốn nói rằng pháp môn niệm Phật không phải của người Tàu đâu. Đức Phật đã từng dạy 10 niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Hưu Tức, niệm Sổ Tức, niệm Vô Thường, niệm Chết. 10 niệm mà trước hết là niệm Phật. Chứ Đức Phật đâu có phải là chưa hề dạy pháp môn niệm Phật đâu. Nhưng mà rồi nếu tùy tâm chúng ta có duyên với Phật nào, chúng ta cứ niệm Phật đó. Có nhiều vị niệm Di Đà mà sợ Quan Âm giận, cho nên niệm xong cũng phải ráng niệm sâu Quan Âm để không thôi Quan Âm buồn, lỡ mai mốt bệnh réo bà không cứu. Có nhiều người rất thành thật như vậy đó, niệm Di Đà xong niệm ráng thêm sâu Quan Âm nữa.
Rồi niệm sau Di Quan Âm xong rồi giờ niệm theo Phật Dược Sư là lúc này bệnh quá, nhất là corona. Bây giờ đối với vị Phật tử đây, về nói với ông, người ta có nói gì ông nói. Bây giờ suốt bao nhiêu năm nay ông niệm Phật, ông thấy có an lạc không? Ông thấy có kết quả tốt không? Thì đường đi mình cứ đi. Người ta là nhà ngâm cứu, người ta muốn nói gì ta nói. Mình không phải là nghiên cứu học giả, mình là hành giả. Mình không phải là học giả, Phật tử chúng ta phải là hành giả. Hành giả là chúng ta là người ứng dụng lời trong sự tu hành. Còn học giả là người ta có quyền nghiên cứu, phổ biến các tin tức, các sự nghiên cứu của người ta. Thí dụ bây giờ nè, người ta nghiên cứu ra, người ta nói rằng tôi bây giờ phát hiện là trứng gà có trước con gà. Trên nguyên tắc là cũng chưa biết là con gà có trước hay trứng gà có trước. Mà bây giờ người ta có nghiên cứu trứng gà có trước con gà hay con gà có trước con gà, thì rồi sao? Mình cũng ăn nó vậy. Rồi mình cũng khổ, cũng vui, cũng buồn, cũng ăn, cũng mọi thứ. Đâu có gì khác đâu. Đâu có gì khác đâu. Mất thì giờ cho sự nghiên cứu đó không cần thiết. Trái đất này ai làm? Chừng nào nó hết? Hết nó đi đâu? Còn lâu lắm. Quan trọng là làm sao mỗi ngày nè, trong mấy mươi năm ngắn ngủi của mình, tham giảm, sân giảm, si giảm, say mê cố chấp mê lầm giảm, là mình thành công. Trời ơi, biết mình có sống tới ngày trái đất này nổ không? Rồi nó nổ ra nó tụ vậy gì, mình không có vô can. Cho nên Phật mới nói một mũi tên mà bắn tới mình. Người ta nói bác ơi bác, để con chở bác đi bệnh viện gấp. Khoan, dừng tay lại, xin cho tôi biết vì sao nó lầm lỗi bắn tôi. Mũi tên này từ đâu bắn tới? Hận thù gì với tôi? Độc này nó ra sao? Tầng 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 tầng. Con ơi, nhớ trả thù cho cha. Rồi, nhắm mắt đi đời. Nay Phật nói, em không nói à. Phật nói nếu một mũi tên nó bắn tới anh, người ta chở anh đi bệnh viện, anh cho đi liền tức khắc hay anh nói khoan, để tôi tìm hỏi hết mọi vấn đề trước khi tôi chịu đi bệnh viện? Thì Phật nói mình còn đủ sức để chờ không? Không có đủ. Và mũi tên nó đang bắn vô trong người chúng ta, đó là mũi tên của tham, của sân, của si, của mạng, của nghi, của ác kiến, của biên kiến, của tà kiến, của kiến thủ, của giới cấm thủ. Một ngày 10 mũi chịu không nổi đâu. Cho nên mình là hành giả, đừng làm học giả. Còn nếu có học, học giả thôi, đừng học thiệt. Học thiệt là để cho chúng sanh khổ kiểu này, học thiệt không có lợi. Quý vị hiểu ý mà nói nha. Tu đi. Người ta có muốn nói gì người ta nói. Thậm chí có người nói ăn chay là của Bà La Môn đó, không phải của Phật giáo đó. Không có sao đâu. Bây giờ tôi không ăn chay, tôi cũng ăn môn. Ăn chay cũng ăn môn. Không ăn chay cũng ăn môn. Thành thử giờ tay này của Bà La Môn. Không có sao hết. Cái gì mà người ta đề xướng không có tác hại, mình làm sao hết. Điều chúng ta đang làm Phật đã dạy. Trước khi Phật mất, Phật có nói những gì tôi chưa đặt thành luật giới, nhưng xã hội sau này người ta tuân thủ, các thầy phải làm theo. Phật rất là văn minh.
Phật rất là dân chủ. Thí dụ như bây giờ nè, lái xe ẩu vượt đèn đỏ, thời Phật không có. Dỡ hết luật, không có câu nào Phật nói Phật tử không được vượt đèn đỏ. Nhưng luật bây giờ nó đã thành, mà điều đó hợp là tình, hợp lý, hợp lẽ không? Chúng ta cần theo không? Cần. Thì chúng ta đừng nói rằng tôi dỡ luật ra rồi, Phật không có nói câu đó. Thế là anh chấp. Anh chấp mà anh làm cho anh bị lui sụp. Khi xúc sự diện tường, gặp việc thì xoay mặt vào vách, nói những điều không có thiệp điển chương. Tổ Quy Sơn quở mình thế đó. Xúc sự diện tường, đàm cổ, đàm thuyết nải bàn ư kê cổ. Bây giờ Pháp Hòa nói một câu trong Cổ Học Tinh Hoa: tri kim bất tri cổ, vị tri manh cổ. Tri cổ bất tri kim, vị tri lục trần. Người biết cái xưa, người biết cái nay mà không biết cái xưa, người đó mù mờ cái xưa. Tri kim bất tri cổ, biết cái nay mà không biết cái xưa, vị tri manh cổ, mù mờ cái xưa. Nhưng tri cổ bất tri kim, sống với cái cổ mà không biết cái hiện tại, người này sống trên mặt đất mà như chết chìm. Sống không biết thời thế tới lui. Vậy cho nên Đức Phật có dạy bài kinh nữa, kêu là kinh thất tri. Đời đệ tử Phật phải có 7 cái biết. Trong đó có biết thời, biết nghĩa, biết tới, biết lui. Thí dụ như mình nói mỗi lần Tết tới mình phải làm những cái chuyện xưa giờ mình làm, đó là mình làm cổ nha. Nhưng mà mình phải biết hiện tại nữa. Nhà mình chu vi bao lớn, chưng cây mai cho nó hợp tình, hợp chỗ. Ví dụ vậy đó. Cho nên cái đó mình theo cái cổ, nhưng phải vẫn biết cái kim. Cái đó gọi là cổ kim mình quán xuyến. Tri cổ bất tri kim, vị tri lục trần. Sống mà mình không có biết cái quá khứ, cái hiện tại thì người ta cười. Ví dụ mình sống ở nước Mỹ, nước văn minh nè, văn hóa của người Mỹ là phải xếp hàng, không có xen vô nửa chừng. Nhưng mà kiểu mình sống xưa giờ là cứ xen vô. Nhưng mình làm vậy Mỹ nó nhìn. Có nhiều khi xếp hàng chen vô vậy, họ không nói gì, nhưng mà họ, có nhiều người mà họ khó chịu á, họ lại họ vỗ vai họ nói á, "Don't you know what is called line up?" Thậm chí có nhiều người họ nói "Don't you have an eyes to see?" Phó Hòa gặp rồi. Có nhiều người, người ta không, nhiều khi người ta vô tình, người ta gấp quá người ta làm, nhưng mà người khác khó chịu. Đấy, cái đó mình không biết tri kim đó. Sống mà mù mờ cái đó đó. Văn hóa của người Mỹ không có khạc nhổ, không có vứt rác tầm bậy, thì mình phải học cái đó. Mình đến đâu mình học cái đó. Quý vị thấy người Mỹ không? Ta học mình cầm đũa, ta học mình ăn nước mắm, ta học mình ăn sầu riêng. Người Mỹ ta học ăn phở, PHO. Thì Pháp Hòa xưa như vậy để chúng ta biết rằng Phật Pháp rất ư là linh động. Hiểu được Phật Pháp, tu thấu được Phật Pháp, tu hoài tu không chán. Càng tu tâm trí mình càng sáng, và càng học Phật mình mới thấy tuyệt vời. Sở dĩ chúng ta chưa thấy chỗ tuyệt vời là chúng ta chấp quá. Chúng ta ràng buộc chúng ta nhiều cái mà chúng ta đặt để. Nhưng mà thủy chung Đức Phật là bậc giác ngộ. Ngài bất cứ việc gì Ngài cũng có thể nói được cái bài pháp cho chúng ta. Cho nên Đức Phật còn được gọi là thế gian giải. Mười hiệu của Phật đó. Thế gian giải là gì? Là bậc có thể giải quyết hết tất cả những điều nan giải của thế gian. Và
vì cuộc đời này nó lắm thứ, cho nên Đức Phật còn được gọi là bậc thiện thể. Thiện thể là gì? Là người khéo vượt qua tất cả. Bây giờ người ta có đã phá pháp môn niệm Phật, quý vị cảm thấy rằng xưa giờ mình niệm Phật tâm mình rất an, và mình đã có rất nhiều sự an lạc trong khi mình niệm Phật. Cứ niệm. Vì người ta không niệm Phật tâm thấy, thì tại sao mình phải lo? Ví dụ như người ta nói là kinh này kinh kia, chuyện này chuyện nọ của nước này nước kia, không sao hết. Mình rõ được nguồn cơn chẳng khổ đau. Đó là điều Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng qua cái câu hỏi này. Mấy giờ rồi? Trời ơi, nãy giờ mới có mấy câu à. Thôi một câu nữa nha. Cái tánh, cái tật của Pháp Hòa nói mà không hết, chịu không nổi. Cho nên có thể ít câu hỏi, nhưng mà câu nào mình nói hết cái ý của mình để cho đại chúng nắm rõ. Mà mấy cái đó quan trọng lắm, tại vì cái này mình bị hoài, bị người này nghiên cứu rồi người kia nghiên cứu, rồi mình nghiêng ngửa, mình nghe xong mình nghiêng ngửa của những người nghiên cứu. Thôi câu cuối nha, tại Pháp Hòa còn show tối nay nữa. Tối nay là nhà hàng Moonlight 7 giờ. Ôi câu này hay lắm nè. Chúng con mong thầy cố vấn. Con nợ Quan Âm 1 năm ăn chay, hơn 30 năm rồi, bây giờ con trả từ từ. Trả từ từ bằng cách nào? À, bây giờ con trả từ từ rồi, cộng lại có được không thầy? Con đi vượt biên, con cầu Phật Quan Âm cứu con. Mà không có nói, à, trong khi mà gặp nạn hứa với Quan Âm ăn chay 1 năm, mà bây giờ 30 năm rồi, ăn đủ thứ hết mà chưa ăn chay. Hay quá. Không có sao, trả còn hơn không. Quý vị thấy là 30 năm quỵt nợ mà Quan Âm đâu có nói gì đâu không? Quan Âm vẫn cho đi chùa bình thường. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng Phật Bồ Tát sẽ phạt mình nếu mình trái với những cái điều mình nói. Không bao giờ có chuyện đó. Vì nếu các ngài làm thế thì các ngài không phải Phật là Bồ Tát, mà các ngài thuộc Thánh Thần, ban thưởng, trừng phạt, không phải. Nhưng nếu chúng ta nguyện cái điều đó, hứa điều đó mà chúng ta không làm, thì tự mình khó chịu thôi, chứ không có gì hết. Tội là, hồi nãy Pháp Hòa nói đó, tội là khi nào tâm tư mình dày dò, mình đau khổ, mình khó chịu, mình cảm thấy mình dối gạt ở trên, thì tự mình khổ đau chứ còn có sao đâu. Còn bây giờ mình muốn trả nè, muốn trả là trả cỡ nào cũng có trả hết. Ví dụ như trường hợp này nè, bây giờ muốn trả 1 tháng 1 ngày, 30 tháng cũng hết, 365 tháng cũng hết năm, nếu mà trả 1 tháng 1 ngày. Còn nếu không muốn trả thì nửa ngày trả cũng không được. Chứ quan trọng là có muốn trả không hay muốn quỵt. Không, thầy nữ cô Phật tử đây rất có lòng. Thôi cô cứ ăn từ từ đi, còn không được này thì mướn em ăn. Em ăn chay mướn. Đầu năm tới giờ vụ corona này em ế. Giờ ai ăn chay cũng được, mướn em ăn chứ. Xin thầy cho con biết thêm về, nếu một người sanh về cõi trời nhưng sanh về cõi biên địa, không biết về Phật Pháp, vậy có phước nhưng cũng không có phước.
Thật ra ý cái câu này là hỏi vậy nè: nếu như trường hợp mình sanh về cõi trời, không có ai nói Phật pháp cho mình nghe, vậy thì có phước hay là không có phước? Câu hỏi vậy đó. Có phước phần. Nếu mình nói về phước phần là mình có cái phần phước ở cõi trời, nhưng nếu mình tạo cái duyên lành thì mình vẫn được nghe pháp. Bằng chứng, quý vị ở xứ Mỹ, mà là nhất là ở cái xứ Cali này, quý vị có vắng Phật pháp không? Quý vị cũng đang ở cõi trời nè, mà quý vị cũng vẫn có đầy đủ Phật pháp chứ đâu có thiếu đâu. Đó là do mình phát nguyện. Cho nên mình phát nguyện rằng dù sanh bất cứ nơi nào, con cũng nguyện cho con đủ duyên lành gặp Phật pháp. Dù quý vị ở cõi trời, cõi biên địa, bất cứ ở đâu cũng không bao giờ mất duyên với Phật pháp. Thế nào cũng có các Bồ Tát, người ta sẵn sàng thị hiện vào những cái cõi đó để giáo hóa mọi loài chúng sanh. Do mình phát nguyện. Còn mình đã có nguyện là con chỉ muốn hưởng phước về trời thôi, thì lúc đó nếu mình ở cõi trời, thật sự ở cõi trời cũng có người nói pháp chứ không phải không đâu nha. Nhưng vì mình không có duyên, cho nên tới lúc đó mình bận bạc ti, mình bận sinh nhật, mình bận chuyện này chuyện kia. Trong kinh cũng có nói đó, khi mà Đức Phật Thích Ca mà thuyết pháp thì chư thiên ở cõi trời rủ nhau đi nghe. Có những vị nói thôi thôi tôi bận lắm, tôi hứa với bà bạn tôi đi uống cà phê cây si. Uống xong cốc cà phê xuống đây là 2 năm 3 năm. Tại vì mình mê cái vui, mình quên cái đó. Chứ thật sự cõi trời thỉnh thoảng chư Phật cũng có về đó thuyết pháp chứ, nếu mà nói theo kinh điển. Ví dụ như Đức Phật cũng có về cõi trời Đau Lợi thuyết pháp, Ngài như là ở cõi trời Đâu Suất cũng có thuyết pháp. Nhưng tại vì chúng ta không thích nghe pháp. Ví dụ như bây giờ ở đây, mỗi chùa mỗi tuần đều có pháp hội, nhưng ai là Phật tử thích nghe pháp thì mới nghe pháp. Còn có những người, người ta ở đây sung sướng vậy nhưng người ta không thích nghe, đi nghe người ta cũng bước vô. Thì cũng có những người như vậy. Cho nên không phải về cõi trời rồi mà không có được nghe pháp đâu. Cái điều là chư Phật chia nhau các cõi hết rồi, mà chúng sanh ta sanh về cõi nào có phát nguyện không? Cho nên mỗi lần, mỗi ngày Pháp Hòa lại Phật á, cái câu Pháp Hòa hay nguyện vậy nè: nguyện đời đời sanh ra luôn được gặp Phật pháp, chánh tính phát tâm lành, mong Tam Bảo từ bi xót thương và gia hộ. Đó là cái câu Pháp Hòa nguyện. Câu đó là cái câu Pháp Hòa nguyện mỗi lần lại Phật. Lúc nào lại Phật tâm cũng khởi câu đó. Rồi khi mà mình phủ phục xuống thì mình lại phát nguyện: nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng, giải vô lượng oan nghiệp, tập vô lượng phước đức. Bây giờ hồi nãy có một cô nợ Quan Âm, Pháp Hòa xin nợ đại chúng ngày mai trả. Thank you.
Cho nên Phật dạy mình đó, có năm cái cách để mình ngưng cái tâm lăng xăng của mình. Tâm mình quý vị có nhận ra lăng xăng không? Lăng xăng lắm. Nhiều khi đang ngồi đây vậy chứ, dòm ngó xung quanh coi ai vô trễ, ai vô sớm, à, bà đó ngồi ở đâu, hồi nãy hẹn với tôi sao không thấy đó, rồi thế này thế kia, ngồi ghế đây. Và thậm chí là giờ ngồi thiền, giờ ngồi thiền nhắm mắt lại rồi, nhưng mà nghe ai mở cửa cũng hí coi coi ai vậy. Thật ra cái tâm của mình nó không có định. Và Đức Phật hay ví dụ là tâm viên ý mã đó. Tâm ngựa, ý mình là con, tâm mình là con khỉ, ý mình là con ngựa. Quý vị thấy con ngựa nó đâu ngủ, đâu có nằm. Con ngựa là luôn luôn đứng, ngủ cũng đứng. Mà hễ con ngựa nào mà nằm là con ngựa nó sắp đi rồi đó. Thấy không? Cho một con ngựa đau là cả tàu nhậu chết bỏ. Con ngựa mà nào, con ngựa mà nó nằm là con ngựa bệnh. Con ngựa nó ngủ, nó cũng đứng ngủ. Cho nên con khỉ quý vị thấy nó đâu có yên. Vì vậy cho nên tâm ý của mình là là con khỉ, là con ngựa. Mà muốn, chính vì nó lăng xăng nhiều cho nên mình làm cái gì nó cũng không có trọn. Tại vì tâm không có chú ý vào nó hết. Nó tại sao đọc kinh hoài không nhớ? Tại sao? Tại vì mình đọc mà mình không có chú tâm. Nhưng mà thử ta nói nặng mình câu coi, nhớ suốt đời. Tại vì cái đó mình coi nó, mình quan, mình chú tâm vào cái đó. Hay là người ta lỡ mà người ta làm cho mình mít lòng, người ta làm buồn mình, mình không quên. Mà tại sao lời kinh tiếng kệ mình tụng hoài mình không nhớ? Là vì mình thiếu sự chú tâm. Thế thì mình biết là cái tâm mình hằng ngày nó hướng về cái gì nhiều rồi đó. Cho nên tại sao chúng ta phát tâm thì cũng có mà trụ tâm thì hiếm. Vì vậy mà quý vị thấy tất cả chúng ta thấy ai khổ cũng phát tâm hết á. Thấy người nghèo là phát tâm mà, để thấy thương quá cho. Nhưng mà thử thời nó thấy ghét coi, khỏi. Mà đừng nhắc tới nữa. Ai nói tới nó đừng nhắc tới tên cô đó, nhỏ đó. Cho nên mình, cái tâm mình nó khó trụ. Chính vì vậy cho nên mỗi ngày đại chúng tập cho mình định cái tâm. Và muốn định như vậy, Phật dạy chúng ta tập quán chiếu. Thí dụ bây giờ á, mình có cái tâm nóng giận, tâm sân. Bây giờ cái người mà sân nhiều đó, là nóng giận nhiều, là hãy nóng thì mình nói sao? Nói bậy, nói càng, làm mít lòng. Thì có một cách Phật dạy cho mình quán gì? Quán từ bi, quán vô thường. Nhất là cái quán vô thường đỡ lắm. Ví dụ như mình đang nổi giận với cái người đó, mình định là chia tay người đó, nghỉ chơi người đó. Nhưng mình biết cuộc đời nó vô thường. Người đó sống đây, chết đây, mình cũng thế thôi. Thì nếu mà mình không quán được cái vô thường thì mình sân hoài, giận hoài, không có tha thứ, không có nguôi. Cho nên nhờ quán vô thường. Quý vị biết đầu năm tới giờ ở bên Edmonton đám tang liên tục, nhiều khi ngày hai đám, ngày hai đám, ngày đám. Hiện trước khi Pháp Hòa đi là 8-9 đám rồi. Vậy mà bây giờ ở nhà còn đang chờ Pháp Hòa 3 đám nữa. Mà khi Pháp Hòa đi giảng suốt 10 ngày nay đó, ở nhà quý thầy đã đi 2 đám rồi đó. Từ ngày mai đây là sáng sớm bay về là lo một đám liền. Tới phi trường là các thầy ra đón, chạy thẳng đến nhà hoàng làm đám đó. Xong rồi chiều lại là có đám khác, thứ ba có đám khác. Cuộc đời nhanh chóng, mà những vị mất đó là những vị có thể là tuần rồi còn nói chuyện đó. Sáng chủ nhật vợ đi làm còn nói chuyện với chồng đó. Chiều về thấy chồng ngủ chân trên giường, chân dưới đất. Tới nó chờ ông chồng tôi ngủ gì mà ông rớt cái chân mà ông không hay. Lợi cầm chân lên nặng mà lạnh ngắt rồi. Lợi rờ mặt cứng đơ rồi đó. Hồi sáng trước khi đi làm còn nói chuyện với chồng, chiều về. Rồi bây giờ quý vị thấy
bao nhiêu lần mình nóng giận, bao nhiêu lần mình thành công, toàn là đổ vỡ. Cho nên mình, cái sân hận của con người nó nhiều loại lắm, Phật cũng đưa trong kinh vậy đó. Thí dụ mình giận, mình nói ào ào lên đó, kêu là sân hận đó. Là phẫn, là hận, là nổi lên. Nhưng mà có nhiều khi mình giận cái người đó, nhẹ nhẹ để trong lòng thôi, để trong lòng, khi nào mà đụng chuyện mới phát lên, mới quát lên. Vì vậy cho nên một cách quán sân là quán từ bi, quán vô thường. Rồi cái người mà nhiều tham, Phật dạy quán gì? Quán bất tịnh. Tham thì có nhiều thứ. Ví dụ chữ bất tịnh trong kinh nó cũng có nhiều nghĩa. Bất tịnh nó cũng không hẳn là dơ giấy. Bất tịnh còn có nghĩa là gì? Là luôn luôn thay đổi không còn. Ví dụ như cái hoa này nó đẹp nè, nhưng mà với cái nhìn của Bồ Tát nó cũng là bất tịnh. Là tại vì sao? Nó có thể héo chết trong một vài ngày tới. Cái thân mình là bất tịnh. Tại sao? Tại vì mình không tắm chừng 2 ngày thôi là bắt đầu có mùi rồi đó. Mà nếu người nào mà mồ hôi nó hôi dữ đó là mỗi ngày phải mỗi tắm. Rồi tóc mà không gội thì nó hôi, mắt mà không rửa thì nó dơ, lỗ tai không rửa là dơ. Nói chung là từ cái chân tóc mình cho xuống tới cái bàn chân của mình, ngón chân của mình, không có chỗ nào mà không tạp dơ. Chỗ nào nó cũng phải có cái rửa ráy của nó, không thôi là nó dơ. Và nói sâu hơn nữa, ở ngoài này chỉ là một lớp da thơm vậy thôi, chứ còn bên trong lớp da này là gì? Tạp dơ. Cho nên Ngài Hư Vân á, Ngài có làm một cái bài, bài kệ là cái đẩy da chứa đồ dơ. Ngài gọi lại đây là cái túi da mà. Bì là da. Cái túi da mỏng vậy đó. Một cái túi da mỏng mà bên trong cái túi da này là thôi quá trời thứ dơ. Quán bất tịnh, nếu người mà bị ái dục thì quán bất tịnh ở thân thể. Ví dụ như người ham tiền, quán tiền là gì? Tiền là bạc. Biết sử dụng á, thật ra thí dụ như mình ta mới vừa trả mình 500, cái mình nhớ trực là tuần rồi mình mượn bài bạn 200, cái mà chị, tôi mượn chị tuần rồi 200 tôi trả. Cho nên tiền nó không ở trong túi mình lâu, thành thử là mình xài đúng là nó mới bạc thôi. Còn người mà dở nữa là tiền tệ, có tiền sanh tệ, không biết xài. Không biết xài thì tiền tệ, mà biết xài thì nó bất quá là tiền là bạc. Thì máy thì phải móc, xe thì phải cổ, tàu thì phải bè, không có cái nào nó ở yên hết. Thí dụ mình dính mắc một cái gì thì mình quán cái đó. Quán cái đó là cái không thường còn. Quý vị thấy cái iPhone của mình á, bây giờ là nó lên tới iPhone 10 rồi đó, mà mình thường gọi là cái điện thoại thông minh. Nó ghi hình ảnh, nó thâu, nó làm đủ thứ trò trong đó hết á. Nhưng mà lỡ mà rớt xuống nước một cái thì coi như là cũng xong. Thành thử ra cái máy đó đó nó cũng vô thường. Cho khi mình bị dính một cái gì thì mình quán một cái đó. Để gì? Để mình giảm đi cái tham, mà mình chỉ sống với cái muốn. Muốn là gì? Nhu cầu. Còn cái tham là cái mình đắm chìm, mình đeo đuổi nó. Ví dụ ở đây nè, cái nhu cầu của chúng ta hiện tại trong thời buổi này là có một cái phone. Đó là cái nhu cầu. Thật ra cái phone mà bây giờ mình mấy bác lớn tuổi á, chỉ cần bấm phone thôi. Đừng có nói chi biết nhiều chuyện nghe. Tắt phone mà không biết tắt mà. Tắt phone không biết tắt, biết xài thôi. Còn chỉ gọi nút này, bấm nút này, thì thôi cái phone thường là đủ xài. Bây giờ đưa cho quý bác một cái phone 10, quý bác ổn, tại vì quý bác đâu có xài tới. Thì cái nhu cầu của quý bác là chỉ cần cái phone để liên lạc khi ra đường, vân vân.
thanh niên, người ta còn làm việc thì người ta cần một cái phân tốt. Nhưng mà cái đó là những cái gì chúng ta trong cái nhu cầu đó. Ví dụ như ở đây, thật sự ra quý vị thấy ở một cái hòn đảo như thế này, người Việt không có đông, mà có được một ngôi chùa khang trang thanh lịch như vậy, đó là bao nhiêu công sức đó. Thành thử ra cái nhu cầu ở đây là có một ngôi chùa cho một số lượng người Việt Nam Phật tử đang sinh sống ở đây. Cho một cái thành phố lớn như Vancouver, dân đông thì rải rác nhiều, thì cái nhu cầu có những ngôi chùa rải rác để thuận lợi cho mọi người đi. Cho nên cuộc sống, cái nhu cầu vật chất cũng cần, mà nhu cầu tâm linh cũng cần. Bây giờ ở đây nếu mà có những người mất mà không có thầy đến cho một khóa lễ thì tự nhiên mình thấy nó cũng thiếu. Có một thời kinh tự nhiên thấy ấm cúng. Cho nên hình ảnh một vị tăng ở trong một ngôi chùa cũng cần lắm. Tại hàng ngày có một vị tăng thắp hương lễ Phật tụng kinh, ngôi chùa ấm cúng. Phật tử tới chùa lễ Phật có thầy ấm cúng. Cho nên cái tham á, Đức Phật muốn nói đó, không có phải là biểu chúng ta đừng theo cái gì hết, đừng có gì hết, không phải. Mà cái Đức Phật muốn nói là nếu chúng ta lỡ dính mắc một cách quá đáng thì chúng ta hãy quán gì? Quán tất cả đều là vô thường. Bây giờ quý vị nhìn coi, núi sông đất liền, trời trăng mây nước, nhà cửa con người, có cái gì mà không thay đổi không? Cái gì cũng thay đổi hết. Con người của mình á, là bị bốn tướng: sanh, già, bệnh, chết. Nhà cửa này thì là gì? Thành, trụ, hoại, không. Hay nói cách khác là sanh, trụ, dị, diệt. Ví dụ như cái chùa này nè, mình cất lên là sanh, giờ nó dừng ở đây một thời gian gọi là trụ. Trong khi nó trụ, nó có dị không? Có thay đổi không? Có. Dị, dị là nó thay đổi. Thí dụ mưa thấm lên gỗ, mình thấy vậy, nhưng mà 1 năm, 2 năm, 10 năm, 20 năm, từ từ bắt đầu nó biến chất, màu sơn nó nhạt đi, và nước nó thấm dần vào trong gỗ, lâu ngày nó mục. Rồi đến 100 năm sau, thí dụ vậy, hư mục, diệt. Sanh, trụ, dị, diệt là nhà cửa đất đai này. Còn thế giới như là đất, núi, sông, ngồi gì đó là thành, trụ, hoại, không. Nó thành hình đó, nó trụ ở đó, rồi nó hoại, nó thành không. Như trái đất này, trái đất này là thành, trụ, hoại, không đó. Một lúc nào đó, bây giờ nó đang hoại đó. Trái đất này bây giờ đang dần hoại. Chỗ mà có những nơi rất lạnh bây giờ lại ấm, có những nơi ấm thì lại có lạnh. Rồi bây giờ quý vị thấy thiên tai nhiều là tại sao? Nó đang ở thời kỳ hoại. Cũng giống như giáo pháp đi theo cái thời gian là gì? Chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Chánh pháp á, được dịch nghĩa là thiền định kiên cố. Thời đó đó, tu đâu chứng đó, tu đâu chứng đó. Tại sao biết không? Tại không có cái gì để bị tạp. Vô chùa tu không có tivi, không có iPhone, không có bà tám nhiều, cho nên ngồi thiền dễ tu. Gọi là chánh pháp là Phật còn ở đó, cái gì mình thắc mắc mình đến gặp Phật hỏi. Cho nên thời đó gọi là chánh pháp. Mà chánh pháp được gọi, được dịch nghĩa là thiền định kiên cố. Tượng pháp, tượng pháp là gì? Là thời kỳ mà Phật pháp na ná, giống giống, ngờ ngờ vậy đó. Ví dụ như mình thấy cái vị đó ăn mặc là người tu, ôm bát đi khất thực, nhưng mà chiều lại ông đó ổng đi ra ngoài ổng nhậu nhẹt, thì ra ông đó là ông giả. Tượng pháp. Hay là mình thấy chùa tháp kiên cố nhưng mà người tu ít quá, hay là người tu không có chất lượng của người tu, đó là tượng pháp. Rồi bây giờ thời kỳ đây là gì? Mạt pháp.
là gì biết không? Được dịch nghĩa thời mạt pháp là gì? Đấu tranh kiên cố. Đấu tranh kiên cố là gì? Hơn thua hiềm khích, ganh tị đủ kiểu hết, tranh giành chức lợi, quyền lợi vân vân. Nhưng mà cái đó không phải là giáo pháp, nhưng mà nó đi vào một cái chu kỳ con người tu nhiều nhưng mà đạt ít vậy thôi, chứ không phải là không còn, nhưng mà nó ít lại. Cũng giống như người Việt mình mới qua hải ngoại đông đảo em, rồi cái lớp mà già mấy chục năm trước bây giờ từ từ dần hết rồi, rồi bây giờ tới cái lớp mình sồn sồn hồi nhỏ mình lớn lên đây. Đây bây giờ mình cũng bắt chước má, mình cũng cúng, cũng thờ vậy đó, nhưng mà chưa biết làm gì đó, tưởng tượng thôi. Rồi tới thời con mình là biết nó mạt cỡ nào. Mà bây giờ mình còn cúng dỗ chứ chắc gì con mình nó cúng dỗ không. Mình còn giữ cái bàn thờ Phật, bàn thờ ông bà để chắc gì tới tới phiên mình mà con mình nó biết thờ không. Cho nên rồi từ từ nó sẽ mai một. Thầy Pháp Hòa nói ví dụ. Nhưng mà không có nghĩa là Phật Pháp, cái giáo pháp đó vẫn bất di bất dịch, nhưng không còn mấy người thấu đáo nó, tu tập theo nó, hay là có nói nữa là dùng nó để làm những cái gì, cái lợi để mà đấu khẩu với nhau. Cái nhiều khi mình ngồi lại đấu Phật Pháp, tông này tông kia, thiền tông chỉ trích tịnh to tịnh độ tông, tịnh độ tông chỉ trích thiền tông, ví dụ vậy. Tức là nếu những hiện tượng đó có là do những người nhận cái đó nhưng không biết ứng dụng, không biết trân quý pháp môn để tu tập, thì lấy pháp môn ra trở thành ra cái vũ khí, cái mà nó làm hại lợi cho mình, không lợi ích, thì nó mạt ở nơi đó, chứ giáo pháp không hề có mạt. Nhưng mà cái thời đại con người sử dụng nó không đúng. Phong Hòa ví dụ như mình có một cái gì đó, ví dụ bây giờ ví dụ như là mình là cái bộ áo dài khăn đóng của Việt Nam ngày xưa là đẹp, ai mặc vô đó là trang trọng một cái buổi lễ truyền thống Việt Nam. Tự nhiên giờ mình đem đó ra mình làm những cái áo quần nó không phù hợp. Ví dụ như mặc cái quần xà lõn, mặc cái áo dài khăn đóng, nó dịu dịu vậy đó, nó làm cho cái bộ áo dài nó không còn cái giá trị thật của một cái bộ áo dài của dân tộc. Hay ngay cái áo tràng của chúng ta, áo tràng của Việt Nam ngày xưa là một cái cổ, ví dụ vậy, bây giờ bắt đầu biến ra thêu bông này bông kia, rồi ịnh màu này màu kia, đó là biến dạng rồi đó. Nó không còn cái áo tràng nguyên thủy nữa. Cái áo tràng của Việt Nam là, của Phật tử Việt Nam là màu lam. Áo tràng của Phật tử Việt Nam là màu lam, tượng trưng cho màu hương khói. Hương khói là tượng trưng cho sự hài hòa, sự nhẹ nhàng, sự thanh thoát. Mình nhìn cái hương khói bay lên, người Phật tử phải tu tập tâm hồn mình thanh thoát như khói nhang, không để cho tâm hồn mình nặng nề như tro nhang. Tại vì tro nhang thì nó làm sao? Nó rớt xuống. Khói nhang thì nó bay bổng, nó nhẹ nhàng. Năm cái vạt áo tràng đó tượng trưng cho năm giới căn bản của người Phật tử giữ. Quý vị nhìn trước phải ráp hai vạt lại, ở sau hai vạt nữa là phải bốn vạt không? Ở giữa có một miếng ngắn ngắn để bên trong không? Đúng ra là miếng nó dài đó, mà tại Hà Tiện giải cắt ngắn lại, nhưng mà nó có một miếng trong đó, phải không? Năm vạt. Ở phía sau lưng áo tràng có phải là một cái hình vuông không? Đắp một cái miếng dễ vuông không? Cổ áo tràng là cắt tròn phải không? Vuông tròn. Ở giữa cái áo này chấn một chấn, thấy không? Nhất thừa. Mình mang cái áo tràng ta chấn chấn ngay cái cổ áo này. Thì nếu mà mình hiểu được cái ý nghĩa cái áo đó,
mình tại sao không mặc? Hay là nói cách khác là mình trân quý nó, mình mặc cái áo đó xong rồi xếp cái áo cấp đàng hoàng, tháng tệ lắm là tháng giặt lần, giặt xong rồi ủi lại cho ngay ngắn, học cách xếp áo tràng cho ngay ngắn, ở nhà mặc áo tràng máng lên cho ngay ngắn, không bao giờ nhùi nó thành cục dồn trong cái giỏ. Trời ơi, cục găm đồng, cây son 10 đồng, cái kiến 3 đồng, thứ đồng 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 vậy bỏ vô cái giỏ 3.000 sách. Mà cái áo tràng bỏ vô cái giỏ đi chợ, cái tờ bịch, cái túi ni lông đi chợ. Tại sao cái thứ quanh đô la đó anh bỏ vô cái giỏ 3.000 được, mà cái áo tràng mình mặc vô để trang nghiêm thân tâm mình, nhắc nhở mình tu tập, thì phải có cái túi đặc biệt cho nó chứ. Nếu mà không dám cầm cái giỏ gì LV 3.000 thì khi mai cái giỏ giải ở ở mấy cái tiệm pháp cụ người ta bán hành đó, có cái giỏ đó để vô, sắp toàn ten ten shopping bag. Không có gì tội lỗi cả. Nhưng mà ở đây mình muốn nói tới tính cách trân trọng. Mình có tôn kính, phước huệ nó mới tăng. Phong vào ví dụ, mình có một cuốn sách hay, coi xong dục, mai mốt cần kiếm ra. Nhưng mà nếu có cuốn sách hay đọc xong rồi, để trong kệ sách, mai mốt cần biết nó nằm ngay đó lấy ra liền. Đơn giản thế thôi. Cũng như vậy, cái gì mình cung kính, mình trân trọng, cái đó lưu trong tâm. Cái gì mình không cung kính, mình không tôn trọng, nó rời khỏi mình. Cho nên hồi xưa ta nói xá lợi của Phật có 5 công năng. Nếu nơi nào mà không còn tôn thờ xá lợi, tự xá lợi mất, không cần ai vứt bỏ. Điều đó muốn nói lên rằng nếu ngày nào chúng ta còn cung kính xá lợi của Phật, nghĩa là nơi đó mình còn thờ. Mình không thờ thì tự mất. Nói đơn giản đi, nếu mà ở nơi nào mình tới mà người ta không quý mình ở không? Đâu có ở. Mình tới mặc dù người tôi không cần nhà đẹp cao sang, nhưng mà tôi tới tấm cần tấm lòng quý vị thật tâm muốn mời tôi tới. Nếu mà quý vị nhà cửa cao sang tôi tới mà quý vị khinh tôi, quý vị thờ ơ với tôi, thì tôi cũng tìm cách tôi từ chối tôi về. Đơn giản vậy thôi. Cho nên á, những cái lễ nghi á, nó không phải là một cái bắt buộc, nó cũng chẳng tội lỗi gì. Nhưng mà ở đây nói lên cái tính cách tôn kính. Nếu chúng ta còn tôn kính thì cái đó nó còn tồn. Cho nên quyển kinh cũng vậy, mình đọc xong quyển kinh rồi, nếu mà không xong rồi thì mình gấp kinh lại để trên kệ, trên bàn cho ngay ngắn. Thì cái cuốn đó nếu nói về sự rắc thì nó không hư rắc. Còn nếu mà mình vứt bừa thì nó dễ hư rắc, có khi nó mất đi, có khi tìm ra. Cho nên á, một trong những cái phước á, mà mình tại sao nhớ kinh thuộc kinh dễ dàng, là nhờ cái phước tôn kính pháp bảo, tôn kính lời dạy của thánh hiền. Quý vị biết ngày xưa Việt Nam á, thờ Phật nha, trên thờ Phật, ở trên cái bàn trước nè, cái bàn ta kêu là bàn án kinh nè, để một bộ kinh, xong rồi lấy tấm vải, mai tấm vải đẹp phủ lên cái quyển kinh đó, để mỗi ngày chúng ta đảnh lễ Phật, đảnh lễ pháp, pháp bảo. Ở Việt Nam ngày xưa là ở trước mặt Phật là ta để một vài quyển kinh mà thường dùng ở trong chùa, rồi lấy tấm vải đậy. Bây giờ người Hoa người ta có mai tấm vải màu vàng, ta để 4 chữ thâm nhập kinh tạng phủ lên trên cái tấm vải để kinh đó. Ở bên Trúc Lâm có Hoa không có thờ hai Bồ Tát hai bên, đóng hai tủ kinh thờ pháp bảo, thờ kinh thờ pháp bảo.
Cho nên nếu mà bây giờ quý vị cứ thí dụ hình ảnh ông bà đi, mình không có quý trọng thì mình vất bừa, thì vất bừa thì có thể lạc mất. Mà tới hồi con cháu mình kiếm tấm hình không ra để chỉ cho con cháu mình biết ông đó là ai, bà nọ là ai. Ở đời là như vậy, cái gì mình quý trọng cái đó nó tồn tại, cái gì không tôn kính cái đó biến mất. Cho nên giáo pháp mình phải quán biết rằng tất cả các pháp là vô thường, nhưng mà với cái tâm tu tập chúng ta nhận vô thường tự tại. Mình tham thì quán vô thường, mình sân mình tham thì quán bất tịnh, mình tham thì mình quán vô thường, mình si mê thì quán nhân duyên. Si mê là gì? Đơn giản dễ hiểu, si mê là không hiểu được lẽ thật, không thấy được lẽ thật, không thấy được chân lý là si mê. Ví dụ như là mình nhìn cái bàn, cái ghế, cái hoa, mình thấy được tất cả các pháp đều do nhân duyên mà hình thành. Sở dĩ Pháp Hòa tới đây được ngày hôm nay là cũng duyên. Vì á, Pháp Hòa hứa qua Vancouver ngày hôm qua, xong rồi Pháp Hòa mua vé máy bay là tối hôm qua là bay về Edmonton. Một anh Phật tử ở đây liên lạc, nhất định là muốn mời qua đây để thăm chùa và thăm quý Phật tử. Thế là phải đổi vé. Nếu Pháp Hòa không có cái duyên đi qua Vancouver thì cũng có cơ hội qua đây. Nhiều rồi, khi mà qua tới Vancouver rồi mà một Phật tử bên này đại diện cho chùa không liên lạc thì cũng không có cái duyên để qua nữa. Cho nên tất cả đều là cái duyên. Đó là mình nói một ví dụ cái gì gọi là duyên. Cái hoa này mà nếu nó không có nước, nó không có đất, nó không có ánh nắng mặt trời thì làm sao nó đẹp được như vậy? Để mình cắt mình chứng. Như vậy thì nhìn vào cái hoa chúng ta thấy nhiều duyên để tác hợp lại. Mà được một cái bình hoa như này cũng nhiều duyên nữa. Một người đó nào đó đã khéo léo kết mỗi thứ một chút để thành một bình hoa đa dạng như vậy, đa màu sắc như vậy. Duyên hết. Một cái hương nếu nó được xây nhuyễn từ một loại cây nhưng mà không có keo thì làm sao hồ để mà trộn để mà làm thành cái hương, rồi không có nắng để phơi làm sao nó khô thành cái hương, rồi cái cây, cái bột hương đó không do đất nước trời mây để nó lớn lên để nó thành ra được cái cây để chúng ta đem rồi chúng ta xây làm mặt cưa thì làm gì có bột để mà làm nhang, vân vân đó. Người thấy được cái đó, người thấy được cái duyên đó, đó thì thấy được cái gì? Thấy được tính chất kết cấu của mọi việc thì không có còn si mê gây ngộ. Thí dụ bây giờ mình đã gặp hoạn nạn đi, không có trách trời nữa, tại vì ông trời ông đã làm gì đâu, ông công bằng mà. Cho nên mình thấy là có nhân quả trong đó, có mình trong đó một chút. Hôm rồi có một vị lên thì mới nói là than phiền là buồn lòng bà xã thế này thế kia. Thì Pháp Hòa nói, Pháp Hòa lắng nghe, nhưng mà có bao giờ anh suy nghĩ lại trong đó có mình không? Mình cũng có làm gì đó mà có khi mình không thấy, rồi mình làm cho vợ mình phải đi tới cái con đường như vậy. Cho nên cái gì nó cũng có cả hai chứ không phải chỉ là một. Giảm được cái đó, cái đó Phật gọi là lấy người si mê lấy nhân duyên. Bây giờ á, đường tu của chúng ta có nhiều chướng lắm. Chướng là gì? Là trở ngại. Trở ngại thứ nhất á, là hôn trầm, trì trệ. Ở đây có ai bị hôn trầm không? Hôn trầm là gì?
hay ngủ gục. Cái đó là Pháp Hòa nói hiện tượng bình thường nhất á. Thí dụ như hôm nào mình mệt, mình thiếu ngủ, mình hôn trầm là không nói nha. Cái đó là bình thường. Hôn trầm là một dạng, hễ đừng có đi vào kinh kệ nghe pháp gì là mình tỉnh. Mà hễ khi nào bắt đầu giờ tụng kinh là mình ngáp. Hay là mình vô mình ngồi tụng kinh mà mình ngủ suốt vậy đó. Ngủ mà giống như là nãy giờ mình ngủ một giấc ngon vậy đó. Rồi tới hồi mà người ta đều trọn thành Phật đạo, cái là mình tỉnh queo. Thì cái đó là một dạng nghiệp chướng hôn trầm. Thì cái người mà bị cái hôn trầm chướng đó phải siêng năng sám hối. Đời trước á, mình cũng có một cái nhân duyên là nhiều khi mình ít có quan tâm sự tu học. Ở trong kinh kể, một trong những vị mà đệ tử Phật mà ngồi đâu ngủ đó là Ngài A Na Luật. Để khi Ngài đi vô trong pháp hội nghe kinh là Ngài ngủ. Là Đức Phật quở, tức là trách, thì Ngài mới phát nguyện là Ngài ngồi nghe pháp, và thậm chí ban đêm ngủ không nhắm mắt. Vì con mắt mà không nhắm không ngủ, lâu ngày nó sanh bệnh, cuối cùng Ngài bị mù. Rồi khi mà Ngài mù rồi đó, Đức Phật dạy cho Ngài một cách quán, để Ngài chứng được một con mắt gọi là thần thông, gọi là thiên nhãn. Cho nên trong 10 vị đệ tử của Phật á, cái người mà có thiên nhãn đó, gọi là Ngài A Na Luật. Do Ngài quán, Ngài trị cái bệnh gọi là hôn trầm của Ngài à, và Ngài tu tập để Ngài có được thần thông, không còn bị con mắt phàm tình đó, nó làm cho mình khổ sở nữa. Có một cái chướng nữa đó, có nhiều khi mình có con mắt nhưng mà mình không có nhìn mọi người xung quanh mình bằng con mắt từ bi, bằng tấm lòng hiểu biết. Nhưng mình đa phần nhìn để gì? Để trách móc, để dèm pha, để bình luận. Cho nên nó cũng tạo cái nghiệp của cái nhìn. Và khi cái nghiệp đó nó đã bị nhiều rồi á, thì nó ám chướng mình, nó không cho mình thấy được cái thật, cái chân, và không được thấy cái lầm. Có nhiều khi Pháp Hòa hay dạy mấy đứa nhỏ, nó lên nó mét chuyện này chuyện kia vậy đó, Pháp Hòa mới nói sao con không nhìn cái tốt của huynh đệ mà con cứ thấy cái dở của nhau. Nếu mà con thấy cái dở mà con nói cho thầy nghe để thầy giúp cho huynh đệ đó, đó là tốt. Nhưng mà con buồn huynh đệ đó là con dở, tại vì con biết cái điểm dở của huynh đệ mình thì mình phải thương. Hôm nay nhớ rồi đó, có một chú tiểu á, chú có một cái bệnh là ăn cơm là chú bỏ mứa, 10 bữa cơm như một, bởi ít chú cũng bỏ lại miếng. Đến mức độ mà có một dạo là ăn cơm với chúng á, Pháp Hòa không dám bới nhiều, đợi ăn cái chén cơm thừa đó của chú, mà ngày nào chú cũng bỏ mứa. Đã như vậy mà còn một cái bệnh nữa là hãy nói động tới là khóc. Mà hễ mà huynh đệ nào mà say qua nói tại sao ngày nào mình cũng bỏ mứa là bắt đầu ngồi khóc ròng như ai đánh, ai ăn hiếp vậy đó. Rồi Pháp Hòa mới nói với các huynh đệ khác, thôi kệ, em nó chỉ dở cái phần ăn nhưng mà bù lại nó dễ thương, có tụng kinh tốt. Ở chùa hồi đó là kêu nó là phổi tốt không á, tụng cái là ai cũng nghe tiếng của nó. Chứ không mà mới tập á, người ta có cái dở á, mình hãy thương cái dở đó và lấy cái hay của người đó đó làm cái điểm chính để mình hướng tâm. Đa phần á, con người mình là cứ thấy cái điểm dở hướng tâm thôi à. Ví dụ người ta có thể làm 10 chuyện tốt, chỉ cần làm một chuyện xấu thôi là mình nhớ suốt đời cái chuyện xấu đó, và sẵn sàng gạt bỏ, quên mất hết tất cả những cái điều lành người đó làm. Đây là một thứ hôn trầm chứ gì nữa, không thấy rõ. Cho nên cái chướng ngại đó, có nhiều khi mình ngủ là một cái rồi mê, không có thấy được cái hay của người để mình tiếp, mà cái dở của người để mình quên.
Mà mình thưa thử quý vị để ý, hễ mà người ta làm gì mà giỡn cái thôi ôi mình kêu người này tới chỉ nè nè coi nè đó. Ít có khi nào mà thử giờ người ta làm hay coi. Ít khi nào mình đem mình khoe đó, mình ếm cái đó đi. Đó là cái cách mà cái, bởi vì vậy cho nên mình mới thấy, mình tu sao mình thấy được mấy cái điểm đó của mình. Một ông thầy giáo cầm tờ giấy lên, ông hỏi học trò: các con thấy gì? Nó còn thấy cái chấm đen. Ông nói: thầy tại sao tờ giấy sờ sờ không ai nói thấy tờ giấy mà chỉ thấy chấm đen? Tại con người mình chú ý cái đó. Cho nên một trong những cái mà làm chướng ngại mình đó là hôn trầm trì trệ. Cái thứ hai gọi là gì? Ác niệm tư duy. Ác niệm tư duy là gì? Ác niệm tư duy là tâm mình thường suy nghĩ sằng bậy, tư tưởng mình thường hay suy nghĩ quấy cho người. Cho nên mình ít có khi nào mình tạo được cái phước ở sự suy nghĩ. Mình nghi ngờ người ta, nó cũng tạo ra một cái chướng ngại của tư duy. Và cái cuối cùng là cảnh giới bức bách. Đây là cũng chướng ngại cho thiền định nha. Thiền định nó có ba thứ chướng: hôn trầm trì trệ, ác niệm tư duy và cảnh giới bức bách. Cảnh giới bức bách là gì? Ngứa mặt, đau chân, đau lưng, ngứa ngứa lỗ tai. Hãy mà bình thường á là không có sao hết trơn á, nhưng mà hãy ngồi mà bắt đầu ngồi thiền cái là bắt đầu nó nhột cái lỗ mũi, nó ngứa cái tai, nó cứ vậy. Thì có ba thứ chướng của định. Thí dụ mình đang ngồi định vậy nè, đâu chừng được 5 phút thôi là bắt đầu mình gật, ngủ gục lên gục xuống, và thậm chí mình ngã cái rầm nữa. Cho nên hồi xưa các cái thiền viện á, khi ngồi thiền là phải có một vị cầm cái cây bảng giám thiền, đánh những vị nào mà ngủ gục á, đánh trên vai vị đó, đánh cái chát một cái người đó đó. Nhưng mà đánh người mà răng cả 10 người kế, mấy người kia nghe bóp bóp tỉnh hồn được 5 phút. Rồi nhiều khi mình ngồi hồi cái mình cong cái lưng, thì cái vị cầm mấy cây giám thiền đó đó để sau lưng mình, để đưa cái lưng mình thẳng lên. Đây là cái tiêu chuẩn lưng phải thẳng cỡ nào, thì đưa cây đó vô để cho cái vị đó ngồi thẳng cái lưng lên. Mình ngồi hồi cái mình nghiêng cái vai, thì hễ cái ngay nào mà nghiêng là bị đánh chỗ đó, để biết mình chỉnh cái vai mình lại. Pháp Hòa nhớ hồi đó trong một cái thiền viện có cái thầy này, thầy ngồi thiền hồi có bắt đầu thấy vậy nè, mà không huynh đệ nào sửa thấy được hết. Pháp Hòa nhớ có một cái năm đó, cái bắt đầu súng lại hù thầy: bây giờ tụi tôi đi đốn cây đóng cho ông một cái lồng kèm cái đầu ông vô. Ông nghe vậy cũng biết không, từ đó sao ông thẳng lưng luôn. Thì khi mình ngồi thiền á, khi mình định tâm á, mình khi mình muốn định tâm nó có ba thứ chướng. Nhiều khi á mình muốn định tâm lắm, mình suy nghĩ hoài tùm lum hết, cái đó gọi là ác niệm tư duy. Có một vị, có vài Phật tử nói á, khi mà tụng kinh rồi hay nghĩ tầm bậy lắm, nghĩ chuyện nam nữ, nghĩ chuyện tiền bạc, nghĩ chuyện này chuyện kia, tất cả cái đó đều là chướng ngại thử thách của mình hết, chứ không phải là gì hết. Và cái cuối cùng là cảnh giới bức bách, là nó làm cho mình thân thể mình không thoải mái, thậm chí giấc ngủ không an, ngủ hay nằm ác mộng. Thì tất cả ba cái này nó ảnh hưởng đến sự định tĩnh. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng là năm cái pháp Phật dạy cho mình định tâm ha. Nếu mà tham thì quán bất tịnh, sân thì quán vô thường từ bi, si thì quán nhân duyên, rồi cái nữa là gì? Người nào mà hay tán loạn, người nào mà hay tán loạn tâm, hay nghĩ đang ngồi về nghĩ chuyện khác đó, cái đó là tán tâm đó, thì có một cách Phật dạy là quán sổ tức. Sổ là đếm, tức là hơi thở. Thí dụ như mình ngồi mình hít vô mình thở ra, mình đếm 1,
Mình hít vô thở ra mình đếm 2, đếm tới 10 cái mình đếm ngược lại 9 8. Nhưng mà nhớ là khi thở đó, đại chúng không có phải cố gắng, cứ ngồi bình thường vậy nè, để cho hơi thở nó vô nó ra một cách tự nhiên. Chúng ta chỉ ngồi đó theo dõi hơi thở và đếm thôi. Đó là một cách. Cách thứ hai, sau này mình có thể chế thêm vài cách đó, là thay vì đếm hơi thở thì quý vị niệm Phật. Ví dụ hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Hoặc là quý vị đọc một bài kinh, ví dụ hít vô Đệ Tử, thở ra Kính Lại. Nhớ cái bài Đệ Tử Kính Lại Đức Phật Thích Ca, bốn chữ đó. Thì khi mình ngồi thiền, mình hít vô đọc 2 câu, thở ra đọc 2 câu, Đệ Tử Kính Lại Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, mười phương chư Phật. Thì quý vị dùng cái bài đó, quý vị ngồi quý vị thở thì mình không tán loạn. Nếu đi thiền hành, nếu người nào mỏi chân á, đau chân không ngồi lâu được, đi thiền hành, chân trái A Di, chân phải Đà Phật, hay là chân trái hít vô, chân phải thở ra, thì làm sao để cho cái tâm mình nó định, nó trú mà nó không có tán loạn. Thì Phật dạy gọi là gì? Đa tán sổ tức quán. Đa tán tức là người đa, tức là nhiều cái tán loạn, thì hãy nên dùng cái pháp môn đếm hơi thở. Thì sau này á, chư tổ có chế ra thêm vài cách. Thay vì mình đếm không thì mình niệm Phật. Niệm Phật có phước. Đếm số cũng vậy thôi. Thì thay vì đếm số thì mình niệm Phật. Thí dụ như vị nào thích trì chú Án Ma Ni Bát Di Hồng thì mình chia câu đó làm 2, hít vô Án Ma Ni, thở ra Bát Di Hồng. Cứ dùng như vậy 5 phút, 10 phút, làm sao giúp cho cái tâm mình định, tĩnh mà không có suy nghĩ. Rồi thí dụ lỡ mình đang ngồi mà cái gì nó suy nghĩ nó xen vô, thì mình lại kéo nó về, thôi buông, không có theo cái đó, trở về với hơi thở của mình. Thì cái này Phật gọi là gì? Là ngũ đình tâm quán. Tức là 5 cái pháp quán để đình chỉ cái tâm lăng xăng của mình. Ngũ là 5, đình là dừng lại, ngưng lại. Tâm là cái tâm của mình, quán là cái cách mình quán chiếu. 5 cái cách quán chiếu tu tập để dừng đi cái tâm lăng xăng của mình. Thì trong đó tham, sân, si, tán loạn và chướng ngại. Nhớ không? Tham, sân, si, tán loạn, chướng ngại. Thì tham thì mình quán vô thường, tham thì mình quán vô bất tịnh, biến đổi, không cò, không thường. Sân thì quán từ bi, quán vô thường. Si thì chúng ta quán nhân duyên. Tán loạn thì chúng ta quán hơi thở. Còn chướng ngại thì chúng ta quán tưởng những cái tướng hảo của Đức Phật. Hay nói cách khác là chúng ta nhận ra chướng nó có 3 thứ. 3 thứ chướng, trong đó có hôn trầm trì trệ, trong đó có ác niệm tư duy, có cảnh giới bức bách. Ví dụ như á, người nào mà hay đau chân, khi mình ngồi đó, mình đau chân, mình thả cái chân lỏng ra để cho máu huyết nó lưu thông trở lại, nhưng mình vẫn duy trì chánh niệm. Và mình biết rằng cái này chỉ là cái nhỏ, cái định tâm là cái chính. Đừng vì cái đau chân đó mình bỏ. Đa phần á, là mình hay bị cái gì mình hay bỏ lắm. Ví dụ như mình thấy đau chân cái bỏ ngồi thiền, buồn ngủ cái bỏ tụng kinh, buồn cái bỏ đi chùa. mình hay bị cái này, nó cái đó là cái chướng. Mà hãy bị chướng này cái bỏ cái tụng, nó dở đi. Cho nên mình nghe cái này để làm chi? Để mình nhắc mình cái gì nó có, nó happen, nó đến với mình là biết cái này chỉ là một phần chướng.
Thí dụ như là quý vị thấy chùa cần người, quý vị phát tâm tới giúp. Đó là phát tâm Bồ Đề. Nhưng mà nhớ là mình mới có phát tâm là mới có gieo hạt, trồng cây thôi. Thì bây giờ muốn giữ tâm này phải làm gì? Phải nuôi dưỡng, phải tưới tẩm. Và muốn nuôi dưỡng tưới tẩm nó thì chúng ta phải nương Phật, nương Pháp, nương Tăng. Chớ còn không là cây Bồ Đề là nó dễ bị bứng gốc lắm. Chỉ cần một người nào người ta làm một điều gì, người ta nói một câu gì là Bồ Đề của mình bị lung lay liền. Hay thậm chí là uống nước. Thí dụ như người nào mà ta tưới tẩm, ta khen mình lên tới đỉnh mây là bắt đầu mình bay bổng như đi trên mây vậy. Cũng nguy lắm á. Không, rồi bữa nào hết thần thông nó rớt xuống đau lắm. Cho nên là hôm nay á, Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng một cái thiệt thực của sự tu hành là ai trong chúng ta cũng muốn cho cái tâm mình định hết. Nhưng mà cái gì làm cho tâm mình thường bất định? Sân. Con mắt mình thấy là bực bội, cái tai mình nghe là bực bội. Mà khi mình bực bội lên rồi á, thì cái tâm mình nó tán loạn. Cho nên nhiều khi mình nói tôi muốn tu mà tôi gặp cái ông đó tôi muốn được, ông cứ chọc tôi hoài. Nhiều khi về nhà gặp ông xã nói, tôi muốn tu mà ông để tôi tu. Nhưng mà mình đâu có biết rằng ông không phải là cái nguyên do chính, mà tại vì mình chưa đủ định, mình chưa đủ thần thông. Chứ nếu như mình là một ngọn gió kiên cố rồi thì gió nào lay động được mình. Cho nên Kinh Pháp Cú mới có câu đó: như hòn núi kiên cố, không gió nào lay động. Người trí cũng như thế, không động giữa khen chê. Thì vậy thì cái mà mình muốn yên, nhưng mà có những cái thứ nó sẽ làm cho mình bất an, là tham, là sân, là si, là tán loạn, là chướng ngại. Năm cái đó nó thường làm cho tâm mình bất định. Thì bây giờ mình muốn định nó, mình phải có năm phương pháp để làm sao giúp trở ngược lại. Mà hễ mà được cái đó thì chúng ta vượt. Cho nên quý vị nhớ, Bát Nhã Tâm Kinh đó là một bài kinh nói về cái đạo lý duyên sinh của các pháp. Để chúng ta thấy rõ nó rồi đó thì chúng ta vượt tất cả mọi chướng ngại. Nhớ không? Viễn ly điên đảo, mộng tưởng, để được gì? Cứu cánh niết bàn. Sở dĩ chúng ta không có được cái niết bàn viên mãn rốt ráo, cái sự an lạc viên mãn rốt ráo, là vì chúng ta hay bị những cái khác nó chi phối, như tham sân si mạn nghi vân vân. Mê thì là cái đó, tỉnh thì nó chuyển. Cho nên sắc tức thị không, không tức thị sắc. Mình mê thì mình thấy cái đó nó sai, tỉnh ra thì nó đâu có gì sai đâu, chẳng qua là mình không hiểu nó thôi. Cho nên đối với người tu là sai gì không sai, tất cả đều do cái nhìn của mình. Hễ mình thấy cái đó không hợp nhãn mình là nó trật, mà nó đúng ý mình là nó đúng. Cho nên rõ ràng tu là do cái cách của mình quán chiếu. Còn bản chất của sự vật nó là như vậy đó. Bây giờ anh đừng bắt nó thay đổi theo anh, mà cái quan trọng là anh phải thay đổi mình để làm sao mình thích ứng được cái đó. Cái đó mà là cái quan trọng. Ví dụ bây giờ quý vị ở cái đảo này, tự nhiên mùa này mà tuyết, thí dụ vậy đó, thì bây giờ không lẽ ra mình nói ê sao kỳ vậy, bữa nay kỳ vậy, mán ổng ở trên đó nhọc công phí sức. Cái quan trọng là mình biết hôm nay trời bất thường, đáng lý mùa này ấm áp, tại sao lại có tuyết? Bây giờ thôi, tuyết thì chúng ta phải ứng dụng lái xe, mặc áo theo cái tuyết, chứ mình không thể thay đổi được bên ngoài. Cái quan trọng là mình tập, mình thích ứng được hoàn cảnh. Thì tập được sống như vậy là mình sống bằng một cách quán chiếu của cuộc sống. Chữ quán là mình nhìn sâu, thấy rõ tất cả các thứ, để chúng ta thích ứng được mọi hoàn cảnh. Ví dụ ngày hôm qua đó, Pháp Hòa bị sốt, nửa người là nó lạnh khó chịu, đầu rồi nó nhức nặng, thật là nặng. Nhưng mà đâu có nói gì đâu. Tại vì sao? Tại show đã lên list rồi.
mà mình hai xô là phải hai xô. Rồi cái quý vị biết là danh sách quy y mà chụp hình nó lấn, chụp hình nó lấn cái giờ quy y. Nhưng mà mình không thể nỡ lòng bỏ những vị đã xin ghi danh quy y. Cho nên Phật nói ni sư là gọi các vị nào còn ở đây bao nhiêu người thì làm lễ cho các vị. Cho đến xong hết tất cả chương trình, rồi các vị kia mới nói thôi cho thầy nghỉ. Phật nói thôi, mình còn ráng được, nhưng mà hãy để cho đại chúng người ta vui trọn vẹn. Hôm nay người ta bỏ nguyên ngày người ta tới, người ta dự tu rồi, giờ người ta còn chút xíu nữa thôi là người ta chụp một tấm hình kỷ niệm cho người ta trọn vẹn, mà mình cũng trọn vẹn. Quý hiểu ý vậy đó. Mình đã tới đây làm Phật sự bằng cái tấm lòng của mình, người đến với mình trọn vẹn, mình cũng sống với người trọn vẹn. Cái đó là cái cách tu tập trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Nhiều khi mình hãy đối với huynh đệ mình như vậy. Nhiều khi quý vị đừng có nghĩ lâu, nghĩ ngày thôi, nghĩ đơn giản một ngày thôi. Pháp Hòa hay nghĩ vậy đó. Thí dụ như cái vị đó làm gì đó, nó thôi, mình chỉ có ngày này với người đó thôi. Thì mình nói tôi còn 10 năm nữa thì chắc là để nay tôi làm cho hả cơn giận tôi đi rồi tính. Nhiều khi mình hãy quán mình chỉ còn một ngày để sống, thì một ngày này mình hãy làm gì cho nó trọn. Quán vậy đó, rồi qua ngày hôm sau nữa mình được ngày nữa là bonus. Thấy không? Ga tê, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, đến khi nào tới bồ đề mới được ta bà ha. Cố gắng là yết đế, ba la yết đế là cố gắng hơn nữa, ba la tăng yết đế là cố gắng thêm hơn nữa. Cố gắng chưa đủ, cố gắng nữa chưa đủ, cố gắng hơn nữa. Đến như vậy rồi thì gì? Bồ đề là đến cái chỗ rốt ráo tốt đẹp rồi, thì chừng đó mình mới hô lên một tiếng gọi là mừng rỡ cho sự thành tựu của mình, ta bà ha. Cho nên có nhiều vị mới nói bây giờ con đang học, cố gắng. Nhiều khi sống với nhau mà không đọc yết đế đẩy nhau ra đảo hết rồi. Quý vị đấy, từ đời sống vợ chồng, con cái, bạn bè với nhau, tất cả mọi thứ đều phải học câu này hết. Cho nên tại sao nó là đại thần chú, là đại minh chú, là vô đẳng chú, thấy không? Trừ tất cả mọi khổ. Tại vì nó chỉ có đơn giản thôi, cố gắng. Hồi nãy Pháp Hòa có thưa, có nói chuyện với một chị Phật tử. Con của mình đó, nó có ba dạng. Đứa con nào mình sanh ra, nó nghe lời mình, nó tùy theo ý của mình hướng dẫn nó, đứa con đó gọi là con tùy sanh. Tùy, nó sanh ra và nó đi theo cái ước nguyện của mình, Phật gọi con đó là con tùy sanh. Còn đứa con nào nó sanh ra, mình không dạy nó nhiều, nhưng mà nó vượt trội hơn những điều mình dạy, thậm chí nó làm tốt đẹp hơn những điều mình mong muốn, nó làm những điều đặc biệt hơn mình nghĩ, đứa con đó gọi là con ưu sanh, nghĩa là ưu việt. Nó là đứa con tuyệt vời. Nhưng đa phần con của chúng ta là gì? Liệt sanh. Liệt sanh là gì? Nghĩa là con, đứa con nó dở, đứa con nó đi nghịch với ý mình, mà luôn luôn nó chống bán mình. Thì nếu mình gặp dạng con nào thì mình phải biết rằng mình đang nhận cái phần đó. Nếu mình lỡ gặp con liệt sanh thì mình phải biết rằng đó là nghiệp của nó mà chướng của mình. Nó sống trong cái nghiệp của nó. Thí dụ như nó đam mê cờ bạc, hút sách gì đó, nó sống trong cái nghiệp của nó. Nó lại là cái nợ, cái chướng của mình. Trời, mình thấy nó là mình bực à. Nhưng mà nếu mình bực bội, mình tháo quát thì mình chỉ chồng chất, không giải quyết. Bởi vì mình la nó đâu có thấm, mà chỉ thêm cái bực bội cho mình. Mà trong tăng trưởng cái bực bội của nó là vì nó nghĩ là mình không ưa nó. Thôi bây giờ mình dạy nó, mình khuyên, nhưng mà bên cạnh đó mình sám hối. Nghiệp của nó, nghiệp của mình.
muốn giải đứa con liệt sanh đó, chỉ có tu mới giải được, không cách nào khác. Tu cái gì? Ái ngữ với nó, từ bi với nó, sám hối nghiệp chướng với nó. Thưa đại chúng, trong đời này mình mà không có nghiệp á, mà đã là nghiệp xấu rồi á, thì nhất định cái nghiệp đó nó chướng mình. Cho nên mỗi ngày chúng ta nguyện tiêu ba chướng, nhớ không? Nguyện tiêu ba chướng chư phiền não đó. Thì ba chướng đó là gì? Phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Buồn giận tối ngày đó là phiền não chướng. Mà một khi mình buồn giận phiền não người đó rồi thì buộc lòng mình phải làm gì? Phải nói, phải hành động. Thử thời bây giờ mình đi vô công quả, mình bực người nào có nín không? Thế nào cũng nói à? Không nói thẳng cũng nói lén, không nói một người cũng nói nguyên nhóm à, không nói sau lưng cũng nói trước mặt, không nói trước mặt cũng réo. Tôi vô phòng tôi nói cho nghe. Còn không nữa, về lát phone tôi nói chuyện. Đó là nghiệp chướng. Bởi vì phiền não đó, phiền não nó làm chướng mình. Sống bằng cái phiền não đó là nghiệp. Mà một khi phiền não với nghiệp nó kết hợp rồi đó, nó thành ra một quả báo rồi đó, thì chính cái quả báo này nó chướng mình. Mình sống bằng bao nhiêu những cái quả báo nó có mặt. Cho nên mỗi ngày mình tụng nguyện tiêu ba chướng chư phiền não. Thì bây giờ phải hòa giải thêm chút. Ba chướng đó là gì? Đại chúng nhớ: phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Báo chướng tức là khi nó hiện thành. Ví dụ như cái người mà sống phiền não xong rồi tạo nghiệp riết á, nó thành ra một cái kết quả cho bản thân. Rồi bây giờ thành người này trở thành một cái người đi đâu cũng sống bằng cái báo đó. Riết rồi người ta sợ mình, người ta thấy mình đâu ta né đó. Thành thử ra nếu mà mình biết được như vậy, đó là cái báo chướng của mình. Thì cái báo này là gì nữa? Rồi mình luôn luôn gặp những cái người mà người ta tiếp tục, người ta làm cái điều đó ở nơi mình. Mình nói trời, tôi đâu có làm gì đâu mà tôi bị như vậy. Phải có nó mới vậy. Nhiều khi cái hạt giống mình trồng 10 năm trước rồi, giờ bắt đầu mới nó có trái. Mình trồng một cái hoa, có thể một mùa nó có bông, nhưng mình trồng cây bưởi nó tới mấy năm mới có trái. Thì nó có những loại quả mà tới mấy năm nó mới có, chứ không phải là nó có liền. Cái gì mà nó có liền đời này, Phật gọi là hiện báo. Nhớ không? Cái gì mà có liền đời này Phật gọi là hiện báo. Còn cái gì mà sau này mới có Phật gọi là hậu báo. Còn cái gì mình làm, mình nhận trong đời này là sinh báo. À, dù như giờ mình không làm gì, tự nhiên đâu tới này là sinh báo đó. Báo chướng của đời này. Còn những cái gì mà mình gặp ngay trong đời xa xa về sau là hậu báo. Chứ Phật nói rõ trong kinh hết. Mà nếu mà mình đọc kinh, mình nghe pháp, mình hiểu được những cái đó, cái gì nó xuất hiện mình điểm nó liền, biết tên nó hết. À, không? Mình biết tên nó để làm chi phải không? Để nó không làm chướng ngại mình. Nó không làm chướng ngại mình. Ví dụ bây giờ mình đang làm gì đó, mình khởi cái tâm: ồ, tôi biết cái này là tham nè, cái này là ganh nè, cái này là ích kỷ nè. Biết rõ nó. Biết vậy không phải để mình làm gì, chuyển mình thôi. Mà chuyển mình từ 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 vậy thì gọi là tu. Thôi thì trưa hôm nay thăm đại chúng chút, có vài lời chia sẻ với đại chúng trên con đường tu tập. Mong đại chúng an vui và tinh tấn trên con đường tu tập của mình. A Di Đà Phật.